Điển Ly, Kinh Điển Ly, Kinh Điển Ly. Có một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng tôi phải mất một chút xíu thời gian để nói ở đây. Bà con có nghe rõ không? Bà con có nghe rõ không? Để rồi. Đó là có những người đông râm mà tôi e rằng là họ cũng hơi có chút khó chịu, là chút khó chịu và có một chút phản cảm khi mà nhìn thấy trong cái chương này toàn mà nhắc tới chư thiên, thì họ thấy nó có vẻ như huyền hoặc, nó có vẻ như là khó tin. Thôi thì tôi dành 3 nốt nhạc, thời gian 3 nốt nhạc để mà tôi nói về chuyện này. Ở đây chúng ta trên 18 tuổi hết, ha? Trên 18 tuổi hết. Và tôi nghĩ tối thiểu là mình cũng phải có cái tu tài chứ, ha? Nói trong trong nước là cấp 3 đó, để mình biết một hai chuyện mà nó hơi sơ đẳng, hơi căn bản. Đó là vạn vật ở trong trời đất này đó, nó có nhiều thứ, nhiều loại, và trong đó không phải cái gì mình cũng có thể dễ dàng thấy nghe theo cái cách thông thường. Thí dụ như mình thấy cái sự vận hành, cái sự tồn tại và cái sự vận hành của các cái hạt, các cái vi hạt vật chất như là điện tử, các cái hạt, các cái vi hạt vật chất như là điện tử. Rồi quang tử, quang tử hay là trung tử, thì nó nhỏ lắm, cái sự tồn tại của nó và cái sự vận hành của nó đó, cái quỹ đạo của nó là mà nó cũng vận hành theo những cái quỹ đạo nhất định giống như mặt trăng, mặt trời, trái đất vậy đó. Và cái sự tồn tại, cái sự vận hành, cái sự hoạt động của những cái thứ vi hạt vật chất đó, nó nhỏ đến mức mà mình có thể hình dung đi, mình hình dung đi, nói nó hơi khó nghe là tưởng tượng đó, tưởng tượng đó. Nhưng mà nó thật sự nó vẫn tồn tại. Rồi thì những cái thứ như những hình thức như là những cái vi khuẩn, những cái vi trùng, vi khuẩn thì coi như là mình mấy cái thứ mà tạm gọi là cái loại vi sinh á, cái kia là vi hạt, cái này là vi sinh. Những cái loại nào mà mình thấy nó bắt đầu từ cái chữ micro đó, ha, là coi như là mình chỉ phải sử dụng đến những cái phương tiện rất là hiện đại, rất là tối tân, thì mình mới có thể thấy được. Để chưa hết, nó có những cái thứ vật chất trong đời sống thường ngày của mình ấy, mà cái trọng lượng, cái kích thước của nó cũng rất là nhỏ nhìn. Chẳng hạn như đây bà con thấy mình đi, mình mua gạo, mình mua thức ăn, mua trái cây, người ta cân bằng cái cân tấn, cân tạ, cân yến thế. Nhưng mà bà con mình đi vô cái tiệm vàng ấy, gọi là tiệm thuốc bắc ấy, là mình thấy người ta có cân tiểu ly thế. Cân những thứ mà nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu, nhỏ xíu, những thứ mà coi như là để lên trên cái cân ký đó, nó, cái kim nó không có nhảy. Đó là tôi đang nói từ từ, từ từ nó thô dần vậy. Có nghĩa là vạn hữu, vạn vật trong trời đất này đó, nó có vô vàn những thứ mà chúng ta không có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng những cái giác quan thông thường. Thì cái chư thiên nó là một hình thức tồn tại của những cái thứ chúng sinh mà nó nằm ngoài cái khả năng nhận biết của mình, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ có gì hết. Và nếu các vị có hỏi tôi thì chư thiên là một của những cái chuyện mà đại loại tương tự như vậy, những chuyện mà siêu hình như vậy đó, thì tôi trả lời thế này: hỏi tôi có hay không, tôi nói tôi không không có thể chứng minh.
là nó có, nhưng mà tôi nghĩ chắc mình cũng không có cách nào chứng minh là nó không. Các bạn cứ nghe kịp không? Không thể chứng minh nhé là có, nhưng cũng không thể chứng minh là không. Cho nên mình đừng có bác, mình đừng có bác. Thì thôi thì tôi chỉ rào đón, chỉ rào vòng nhẹ nhẹ mỏng mỏng vậy thôi. Cái là đó là những ai mà có cái chút nghi ngờ khi mình nghĩ về chư thiên, những vị phi nhân, những vị khuất ngoài khuất mặt ấy, thì chỉ nhớ chừng đó thôi. Đó là những cái dạng sinh vật, những loại chúng sinh mà nó chia sẻ không gian với mình một cách dễ thương nhất mà mình không ngờ được. Bởi vì theo mô tả trong kinh ấy, nó có những cái loại chư thiên mà gọi là Samajita. Samajita đi bác, có thể cộng sinh, là sống chung ha, cộng sinh hàng trăm vị trong một cái hạt đậu. Gọi là Samajita có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó có những cái nhóm, cái chuyện này cũng đáng để mình suy nghĩ, những cái nhóm chúng sinh mà nó tạo nghiệp giống nhau, với cách suy nghĩ nó giống nhau, tâm tư giống nhau, và cái hành động giống nhau, cái sở hành, cái hành trạng nó giống nhau. Thì khi mà nó sanh vào một cái loài nào đó thì họ có thể cộng trú với nhau một cách dễ dàng. Rồi vì họ là sắc tế, họ là sắc tế, cho nên là họ có thể dễ dàng sống chung với nhau trong một cái không gian cực kỳ nhỏ bé, hạn chế, hạn hẹp mà chúng ta không có tưởng được. Và hôm nay chúng ta cũng, tại sao tôi nói cái chuyện này quan trọng, là bởi vì ai mà có đọc sách về hải dương học đó, hải dương học đó, thì chúng ta mới biết là nó có những cái luồng cá, nó có những cái luồng cá, luồng cá hả, mà cái đường đường cá mình nó đi thành một khối tròn, có cái đường kính ấy, nó có cái đường kính là coi như là cả trăm mét vậy đấy. Nói là các vị nghe kịp không? Cái luồng cá cả trăm mét vậy đấy. Tức là mình tưởng tượng hình dung nó là một cái khối tròn nhé, nó là một cái khối tròn nó có là một cái khối tròn mà cá trong đó toàn là cá không thôi. Thì cái ngành ngư nghiệp của Nhật là họ có những cái phương tiện máy móc, họ phát hiện ra những cái luồng cá này và họ đưa ra một cái đánh giá là cái luồng này đủ lớn để đánh bắt hay không, nhỏ quá thì thôi, còn nếu lớn thì họ hốt nguyên một mẻ luôn, nguyên một mẻ lưới vậy đó. Là không biết bao nhiêu tấn mà nó. Quý vị tưởng tượng một cái khối tròn mà có cái đường kính là coi như là cả trăm mét thì biết bao nhiêu là cá trong đó hả? Thì đó là những chúng sinh mà cái tâm tư nó giống nhau, cái sở hành nó giống nhau, rồi nó cộng nghiệp. Từ cái chỗ tâm tư nó có điểm giống nhau, sở hành nó có điểm giống nhau, rồi từ đó nó cái hạnh nghiệp nó có điểm giống nhau, thế là nó cộng nghiệp. Từ cái cộng nghiệp nó dẫn đến cái cộng sinh đó. Từ cái cộng nghiệp nó dẫn đến cộng sinh và cộng cộng hưởng. Từ chỗ tương đồng đó, nó mới dẫn đến cái sự cộng sinh cộng nghiệp và cộng hưởng. Nhưng never là cộng sản nó từ cái chỗ mà cái sự tương đồng đó nó dẫn đến cộng sinh cộng nghiệp và cộng hưởng đó, nó đại khái như vậy. Và mình thấy có những cái bầy kiến, bầy ong, bầy mối, có những cái loại côn trùng mà coi như là nó hàng triệu con mà nó có thể sống chung với nhau trong một không gian rất là hẹp đấy. Thì chư thiên cũng vậy thôi. Rồi các vị thấy như là bacteria hoặc là mấy loại virus
nó có thể trong một bãi nước bọt là nó không biết bao nhiêu con mà nói. Các vị mà có biết cái chuyện này, cái lạnh sống là trong cái bóp đồng, cái sắt tay của phụ nữ ha, rồi thì ở trên cái bàn phím còn chưa đâu ha, thì cái số lượng vi khuẩn trên đó hoặc là trên những cái nấm cửa đó, là nên nếu mà các vị biết được cái số lượng nó bao nhiêu là các vị coi như là lạnh sinh sống luôn. Cái sắc đầm, cái bóp đầm á, cái sắc tay phụ nữ là những thứ mà hiếm bao giờ được người ta làm vệ sinh đó. Ừ. Hiếm khi đó. Nhất là đồ bằng da, còn bằng vải thì có ai mà nghĩ đến chuyện giặt nó bao giờ. Yeah. Mà nhất là dân có tiền nó xài cho nó đã rồi đem luyện luôn, cho nên nó dơ kinh hoàng. Mà trong đó là cái số lượng mà chúng sinh trong đó là nó chắc cả là cả 800 cái chung cư mình cộng lại cũng chưa có bằng. Ok, tôi lạc đề một dòng để tôi giải thích về chư thiên. Có nhiều khi tôi giải thích thẳng, thì khi tôi chỉ kể cho các vị nghe những số chuyện để gợi ý thôi, mà nó tính gợi ý, nó tính định hướng nhé. Bây giờ xong rồi, bây giờ mình vô bài kinh này. Thì các vị biết rằng á, là cái đời sống của chúng ta luôn có sự dòm ngó và đôi khi là sự chăm sóc, đôi khi là cái sự phá rối của vô số cái loài chúng sinh mà mình không có thấy một cách vô tình hay hữu ý. Đời sống của mình luôn có sự can thiệp vô tình hay hữu ý, tích cực hoặc là tiêu cực, của vô gián tiếp hay là trực tiếp, gián hay là trực, vô tình hay hữu ý, tích hay tiêu cực, từ vô số chúng sinh khác. Đây là cái lý do tại sao mà Đức Phật ngày dạy mình á, phải sống chánh niệm, phải sống an trú cái từ tâm, là vì 800 lý do. Trong đó lý do đầu tiên là mình huân tập công đức, phát triển hạnh lành và trí tuệ để chứng thánh. Đó là lý do thứ nhất, là mình phải sống thiện, sống chánh niệm và sống từ từ tâm từ mẫn nhé. Nhưng mà nó còn có lý do thứ hai nữa, đó là khi nào anh sống trong tỉnh thức thì yêu thương nhé. Chỉ có trong tỉnh thức yêu thương thì anh mới hạn chế được những cái động thái động tác mà có cái nguy cơ phương hại đến chúng sinh khác. Đại thí dụ như mình hất, mình tạt nước sôi, đào cây nhổ cỏ một cách không cần thiết nhé. Đại khái như vậy. Bởi vì nó có chung quanh mình đó, tại vì nếu mà những cái hành động, những cái động thái động tác của mình mà nó có thể ảnh hưởng đến loài khác thì những loài khác nó cũng có thể ảnh hưởng tới mình. Cái chuyện rất là dễ hiểu, rất là khoa học. Mình nhổ nước bọt, mình búng cái tàn thuốc, rồi mình ném một cái miếng giấy, một cái bịch ni lông. Mình nghĩ nó không có đáng gì, nhưng mà tưởng tượng, mình thử tưởng tượng trong một phường, ấp, quận, xã mà mỗi người cứ nghĩ rằng không đáng gì, rồi ai muốn làm gì thì làm, mà cả một cái địa phương, cả một cái tỉnh thành, cả một đất nước còn là rác không. Đấy là vì sao? Là vì mỗi cá nhân ném một ít. Đấy, cái vấn đề mình sống không có trách nhiệm. Nhưng mà nhờ mình có một cái nhận thức, có một cái niềm tin vào cái sự hiện diện của vô số chúng sinh khác, và mình có một cái nhận thức rõ ràng trong cái chữ trách nhiệm của cá nhân đối với đại chúng và đại chúng đối với cá nhân, từ đó mình sống có trách nhiệm hơn. Thì chư thiên cũng vậy, thường khi mình sống như vậy thì mình cũng sống trong cái sự dòm ngó của họ. Họ có thể phá rối mình, họ có thể giúp đỡ mình, thì đó rất là bình thường. Và trong kinh Đại Pháp Niết Bàn, Đức Phật thầy dạy rằng ai mà có cái lòng thương tưởng nghĩ nhớ đến chư thiên bằng thiện tâm thiện ý thì chư thiên cũng sẽ nghĩ tưởng lại với họ, về họ bằng cái thiện tâm thiện ý thiện chí, bằng cái tình thương, bằng cái sự chăm sóc. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn được dạy như vậy đó. Thì sống trong một cái tâm hồn đẹp hướng về chúng sinh thì tự nhiên là mình sẽ nhận được những cái phản hồi rất là đẹp từ chúng sinh. Muốn người ta cư xử với mình ra sao thì mình phải cư xử với người ta như vậy. Và chúng ta phải tin một chuyện là nó có một cái từ trường nhất định
nó có một cái từ trường, nó có một sự ảnh hưởng rõ ràng lắm giữa mình với người khác và cũng như từ người khác đối với mình. Mình đừng có tưởng là mình có cái ác tâm ác ý trong lòng không ai biết, nhưng mà nếu cái ác tâm ác ý trong lòng mà nó diễn ra trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì nó sẽ tạo ra một cái từ trường xấu tác động xung quanh mà mình có lẽ không ngờ được. Và hôm nay người ta có làm những cái thử nghiệm rất là độc đáo, đó là sự kết hợp của những cái nhà tâm lý học, những cái nhà vật lý học. Người ta xét thấy rằng là nó có một cái sự ảnh hưởng, nó có một cái sự tác động nhất định từ một con người đối với cây cỏ. Thí dụ như cái người chơi lan ấy, mỗi ngày mình chăm sóc, mình tưới tẩm thì khi mà mình đến gần nó giữa mình với nó có một cái sự tác động, có một sự tương tác qua lại rất là rõ ràng. Còn nếu mà mình đốn, mình chặt, mình bứt, mình bẻ, mình đốt, mình phá thì khi mình đến gần cái cây đó đó, nó có những cái phản ứng sinh học mà mình không ngờ được, mình gọi là những phản ứng sinh học. Phản ứng sinh học, rồi những phản ứng sinh học mà mình không có ngờ được. Các vị có lẽ là không có tin, nhưng mà tôi tin vậy đó, những phản ứng sinh học tức là tự nhiên ấy, là nó khiến cho những cái tế bào thân lá cành nhánh củ rễ của nó đối với mình nó có những phản ứng khác so với cái người mà từng chăm sóc nó. Ở đây vấn đề với phải là tâm thức, vấn đề rất là khoa học, đó là vấn đề từ trường thôi. Thì ở đây cái vị này khi sống một mình tu hành rất là đàng hoàng, nhưng mà thỉnh thoảng nên thì cũng có những cái tư tưởng mà nó hơi thế tục. Thế tục, cái chữ liên hệ gia đình ở đây đó, cái chữ gia đình ở đây đó thì chúng ta biết rằng trong kinh đấy, cái chữ gia đình đây là ngày Minh Châu ngày dịch như vậy đó, chứ còn trong tiếng Bali chữ là GH là cái nhà hả, Gihanisita có nghĩa là thế tục hay là xã hội, còn cái nghĩa rộng hơn nó có nghĩa là cuộc đời hay là tình thế. Cái chữ Gihanisita là liên quan liên hệ, cái chữ Nisita là liên quan liên hệ y cứ. Cái chữ Nisita nó có nhiều nghĩa, nó là tùy thuộc hay là liên hệ. Thì một cái người hành giả dầu là cư sĩ hay là xuất gia mà cứ sống nghĩ những cái chuyện này chuyện kia, chẳng hạn như bản thân tôi thì tôi có một chút thôi, một chút ưu thời mẫn thế, khi tôi nghĩ về dân tộc về đất nước thì những khi tôi có một chút cảm hoài, có một chút khó chịu ưu tư khi mà tôi nhìn về cái tình hình đất nước, mình tạm gọi là những vấn đề chính trị đó. Chẳng hạn như mấy hôm nay tôi quan tâm nhiều vấn đề biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, quan tâm một cách đặc biệt sâu sắc, là bởi vì trước đây không lâu là vấn đề của Bangkok Thái Lan, rồi bây giờ thì vấn đề của Hồng Kông, thì tôi mong rằng tình hình của châu Á ngày một khá hơn, châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Tôi mong hai chuyện, chuyện thứ nhất là người dân các xứ biết biết nghĩ đến dân chủ và biết hành động dân chủ đấy. Và tôi cũng mong rằng từ cái chuyện đó nó tạo nên một sức ép tích cực lên những nhà cầm quyền để cho họ phải thay đổi cách nhìn và thay đổi cách làm việc. Chứ còn cái chuyện vinh thân vì gia, sâu dân mọt nước, bán cả cái quyền lợi của dân tộc đất nước đại chúng quần sanh thì mình đổi lấy một chút tiền bạc cho vợ mình đi thẩm mỹ, cho con mình đi ăn nhậu mua xe, thì tôi thấy cái đó nó vừa giả mang mọi rợ mình, nó thiếu tính người quá đi, chỉ vậy thôi. Chứ còn thật ra những cái suy tư như vậy nó không có tốt cho một cái người tu hành mà có lý tưởng giải thoát nha, bởi vì nó là thuộc về Gihanisita. Thì cái vị mình quen miệng kêu là vị chư thiên, nhưng mà thật ra đã nói chư thì sao mà là một được, đã nói một vị chư thiên mới được nha, không thể nào mà là ở đây là mình gọi là một cái vị thiên nhân hoặc là một
vị phi nhân, hoặc là thọ thành, hoặc là sơn thành, tùy chỗ ha. Chứ còn chư là nhiều, tối thiểu là từ hai trở lên. Vậy trong tiếng Bali cái chữ nhiều trong tiếng Bali đó là nhiều là aneka, có nghĩa là ác. Cộng với chữ á, hoặc chữ an nha, chữ an thì dễ ha, chữ an cộng với ek nghĩa là không, không phải là một thì gọi là nhiều đó. Cái chữ an ek trong tiếng Bali là nhiều, mà chữ an ek nó gồm có hai phần, đó là chữ an và chữ ek. Mà an này cộng với e cá nó có nghĩa là an ni cá, có nghĩa là không phải một thì gọi là nhiều. E cá là một, e cá là một, thì đã nói là một vị thiên nhân được, một vị phi nhân hay là thọ thần hay là sơn thần, chứ là nhiều thứ từ hai trở lên, cho nên đây mình dịch là một vị trời. Cái chuyện này nghe nó không cần thiết, nhưng mà nói một lần cũng không nói nữa. Thì vị này nhìn thấy cái vị tỳ kheo đó sống bằng cái nội tâm như vậy đó, thì đây là cái tìm cách mà nhắc nhở. Cái bài kinh này đó là kinh đầu tiên, nên tôi dành dần nó hơi nhiều chuyện ha. Thì ở đây nó mở ra cho mình nhiều vấn đề lắm, là mưa rơi xuống từ trên trời không phân biệt nơi chốn, nhưng mà không phải nơi nào mà bị ướt nước mưa thì nó cũng được nhận những cái lợi ích. Thí dụ như cái sân xi măng ấy, thì nó mưa xuống nó làm cho sạch thôi, cái tấm ni lông mưa xuống thì chỉ làm cho sạch thôi, hoặc là làm cho ướt thôi. Nhưng mà một miếng đất mà đã được dọn cỏ gai rồi, đã gieo mầm đàng hoàng, thì mưa nó xuống nó sẽ làm cho cái hoa quả đó nó phát triển. Còn nếu mà một miếng đất mình chưa mà đầy cỏ dại mà chưa được dọn dẹp, thì mưa xuống chỉ để phát triển cỏ dại thôi. Thì mình cũng vậy, chung quanh mình là bao nhiêu chúng sinh, chung quanh mình có biết bao nhiêu bài học để mình học, nhưng mà nếu mà mình không có khả năng đón nhận những bài học đó, thì mình chỉ là cái tấm ni lông hay là cái sân xi măng mưa xuống con trái quất thôi. Thì chung quanh mình có thể là chư thiên, hoặc có thể là nhân loại, có thể là sấp báo, có thể là một chiếc lá vàng, có thể là một con chim, một con gà, một con bò gì đó, bất cứ hình ảnh nào, bất cứ câu nói nào của thiên hạ cũng thể là, cũng có thể là một bài học hay cho mình, nhưng mà mình không có cảm nhận được, là bởi vì cái lòng mình nó không có mở ra, nó không có sẵn sàng. Cho nên Đức Phật này có dùng một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là cái đạo bất tử đã, cái cánh cửa bất tử đã mở ra, ai có mắt hãy nhìn, ai có tai hãy nghe, và có trí hãy suy nghĩ, là vậy đó. Thì ở đây mình thấy cái vị tỳ kheo này cũng phải sống làm sao đó mà để cho cái vị thiên nhân như người ta mới có lòng, người ta nhắc nhở. Chứ còn mình mà chơi rơi gỗ đá là ai thèm nhắc. Mỹ là có một câu đó là không ai mình thèm đá đá cái đầu của con chó chết hết, là cái ý như vậy đó. Mỹ có cái câu đó là không ai đi đá đầu con chó chết, có nghĩa là sao, có nghĩa là nó là cái xác chết rồi thì nó không có tác dụng nữa. Chỉ có người, có nhiều người, tôi nói hoài, có nhiều người chết rồi mà chưa chôn, có nhiều người chôn mà chưa có chết là sao, chết rồi mình chưa có chôn, nghĩa là mình sống mình không có khả năng học hỏi, không có khả năng chia sẻ, sống mà không có đem lại cái lợi ích gì cho ai, sống mà không có đóng góp. Sự sống của mình nó chỉ là cái sự góp mặt, chứ nó không phải là cái sự đóng góp. Và cái chết của người như vậy nó chỉ là cái sự vắng mặt, chứ nó không phải là sự mất mát cho đời. Thì sống như vậy thì quan phí một kiếp người ha. Trong khi mình sống làm sao đó, mình có thể cùng một lúc mình là một thầy, người thầy giỏi để dạy người khác, hoặc là mình có thể là một người trò giỏi để học người khác, mình có thể là người bạn tốt cho người khác, mình có thể là một đại dương cung cấp cái hơi nước cho thế giới, mà cũng là cái chỗ để thu nhận những nguồn nước của thế giới đó. Đời sống như vậy mới là tuyệt, biết cho và biết nhận. Đấy, đời sống như vậy là đời sống theo chân pháp.
có khả năng cho và có khả năng nhận. Và Trang Tử có nói cái chỗ thấp nhất trên mặt đất chính là biển, và chỗ mênh mông nhất trên trái đất cũng là biển. Vì biển thấp nhất cho nên biển đón nhận hết. Thì trong bài kinh này tôi muốn nói mình sống làm sao mà mình phải đón nhận được những cái hay cái đẹp từ nhân gian nhé. Thì cái vị tỳ kheo này phải sống làm sao đó mà để chư thiên người ta mới có để bụng người ta nhắc, và mà có người mình sao đó mà khi người ta nhắc vậy mình ăn riêng lợi lạc từ những nhắc nhở đó nhé. Cái đấy, cái bài kinh này nó sâu chỗ đó đó, chứ không phải đơn giản kể chuyện có cái ông sư tu tào lao rồi cái có người ta nhắc, cũng phải phải đơn giản như vậy đâu, nó sâu lắm, nó sâu lắm. Cái là anh phải dọn đất như thế nào đó để mưa xuống anh mới được lợi lạc nha. Rồi thêm chuyện nữa là mình phải có được cái khả năng sao đó mình mới bắt được cái tần số, cái làn sóng của những bậc hiền trí trong đời. Mình sống làm sao mà chư Phật hiền thánh ra đời mình gặp các ngài đó là mình được lợi ích liền. Còn sống làm sao mà giống như cái ông đồ tể Chuyên Đá mà trước cái chùa Kỳ Viên mấy chục năm mà chư Phật chư thánh đi ra đi vô mòn đường, mà cái ông đồ tể này nó coi như là suốt mấy chục năm đó cũng chẳng có hề, cũng chẳng có hề mà chẳng hề mà nghe được một câu pháp cúng dường bố thí, được một cái vá cơm một cái muỗng cháo nào hết, chỉ uổng lắm. Chứ quên, có một chuyện nữa là tôi để ý có nhiều sách Phật tiếng Việt và là nhiều vị pháp sư cái kể chuyện ông đồ tể Chuyên Đá này có một câu nào nói hoài mà không biết cái vị có để ý hay không. Cái nói là ông đồ tể này đó, hành nghề trước cũng chùa 55 năm. Các vị tưởng tượng Đức Phật thành đạo, Bồ Tát thành đạo xong thành Phật trụ thế độ sinh được cái 45 năm rồi hả? Thì cái chùa Kỳ Viên thì theo trong kinh nói là được hình thành rất là sớm, được cúng dường, được xây dựng rất là sớm, thì tôi nghĩ là cũng có thể là 40 năm thôi hả? Mà cái ông này đó là ông hành nghề 55 năm thì có nghĩa là ông phải hành nghề trước đó, hoặc là kéo dài sau khi Đức Phật Niết Bàn, hoặc là ông hành nghề trước khi ngài thành đạo. Thì như vậy đó, thì mình kể đó con số 55 này đúng chứ không có sai, nhưng mà khi mình kể mình mắc gì mình nói là 55 năm trời mà không đi chùa 55 năm trời mà không cúng dường mình cái phần này là mình phải bớt lại. Bởi nãy cái mình để ý, nãy tôi chỉ nói là mấy chục năm thôi. Cái gì Phật ở chùa Kỳ Viên thì chỉ có bao nhiêu, Phật ở chùa Kỳ Viên thì chỉ có 19 năm thôi, 19 năm ở Kỳ Viên, chỉ 19 năm ở Kỳ Viên, cũng không có liên tục nữa. Cho nên là mình phải nhớ cái chuyện nó nhỏ này nè. Và có nhiều vị pháp sư thích thờ ơ kể chuyện kê trung kinh, mà cứ nhiều khi kể mà cứ kể tùy thích á. Chị kể cái chuyện mà ngày thì sẽ là Phật ngày đến ngày thăm bệnh một cái ông đau phủ, rồi cũng ông đau phủ đó ông cả đời ông đi chặt đầu người ta không, rồi cho nên lúc hấp hối ông sợ, ông sợ chứ bình thường mình mới sợ, nhưng mà lúc mà mình sắp đi đó thì mình một là tiếc nuối, hay là sợ hãi, hoang mang nghi hoặc không biết đi về đâu, rồi sợ này sợ nọ. Thì khi mà ngày sẽ là Phật đến thăm bệnh ông thì ông sợ lắm, ông nói con cả đời giết người cũng sợ quá. Thì ngài mới hỏi thế này, ông chuyện mà ông giết, ông chặt đầu người ta là tự ông hay là có ai kêu biểu sai khiến ông không? Thì ông nói vậy không có, là lệnh vua, đó là cái quy định của pháp luật, thì hả phạm tội thì mình phải người ta phạm tội mà đã được quy án rồi, đã được xử án thì mình cứ theo đó mình chặt thôi, chứ con đâu có mắc mớ hứng thú gì mà con đi chặt đầu người ta. Thì người nói nếu mà không phải do ông mà là do người khác thì tại sao không phải sợ, chứ ngài không có nói là không có tội. Nhưng mà nhiều vị pháp sư kể thế này là vì các vị để ngài nói thế này là nếu mà ông không phải là ông chặt thì ông đâu có tội đâu, nó là do lệnh vua mà. Thế này không phải là không có tội, có chứ, dù có an ủi trấn an phủ dụ người ta cỡ nào đến đó, nhưng mình cũng phải nói cho nó chính xác. Ngài không nói là không có tội, mà ngài chỉ là đừng có sợ. Bây giờ ông đâu có tự ý ông chặt đâu. Đây là những cái chuyện nó hơi lạc đề, nhưng mà tôi cũng thấy cần tôi nhắc vậy đó. Thì đại khái bài kinh này là như vậy, tức nghĩa là vị tỳ kheo sống làm sao đó mà để nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự nhắc nhở của người khác,
Và vấn đề nó phải dừng lại ở đó, mà người ta nhắc mình xong mình có được cái lợi lạc gì hay không, mình có chấp nhận, mình có nhận xét rồi mình có sửa đổi hay không, cái chuyện này là một chuyện khác nữa. Đấy, thì cái lời giải thích này cho bài kinh đầu tiên cũng là lời giải thích chung cho những bài kinh sau nữa của chương này. Có nghĩa là những bài kinh sau cũng có nội dung tương tự như vậy. Có nghĩa là một vị tỷ kheo nào đó trong đời sống có một cái vấn đề nào đó, hoặc là do chư thiên họ hiểu lầm nữa cũng có, thì khi họ hiểu lầm mình thì họ cũng nhắc nhở. Chẳng hạn có những vị trong đây, có những bài kinh trong đây đáng để cho mình suy nghĩ, có cái vị thiên nhân nó nhắc, nhưng mà không biết là cái người mà mình muốn nhắc này nè lại là một vị A-la-hán. Cho nên sẵn ở đây mình học được một bài học nữa, thì đừng có nghĩ rằng phi nhân họ có thần thông thì cái gì họ cũng biết, cái đó là tôi không chắc. Đi bằng chứng trong đây có nói rõ mà, có những vị trong đây là A-la-hán mà cái vị đó không, có vị thiên nhân đó, họ không biết, họ không biết vị này là A-la-hán, cho nên họ vẫn nhắc đó. Cho nên có nhiều khi mình cứ nghĩ là có thần thông, có tha tâm thông là cái gì cũng biết, là cái đó không được nha. Mình học kinh đó là nó có cái lợi là nhiều khi mình nó mở ra cho mình những vấn đề mà mình đã hiểu lầm, hoặc là có gì mình nó soi rọi những vấn đề tồn nghi mình trong lòng mình đã từ bao lâu nay, hoặc cái gì cái mình một là hiểu sai, hoặc là hai hiểu chưa có tới, chưa đủ sâu, chưa đủ rộng, chưa đủ đúng. Đấy, thì nó gần đúng thì nó suýt đúng, thì nhờ nghe, nhờ học, nhờ đọc thêm để mà mình có thể kịp thời bổ sung và sửa chữa những chỗ cần thiết là vậy đó. Rồi qua cái bài kinh thứ hai nhé. Bài kinh thứ hai là cái bài kinh săn sóc hầu hạ. Đây, bài kinh săn sóc hầu hạ. Các vị để ý giùm tôi ha. Để ý giùm tôi ha. Bài nào không có câu kết bằng văn xuôi thì vị tỷ kheo trong kinh đó là la-hán. Cứ nhớ nha, trong chương này thôi nha, trong chương này thôi, chứ đừng có lấy câu này mà đi đi áp dụng cho mấy kinh khác đó, thì tôi không chịu trách nhiệm nha. Tôi ớn nhất là bà con mình có cái màn mà nhớ, mình nhớ lộn của nó là hại bạn nha. Mình nhớ cho mình hại, hại bạn trong cái bài kinh, trong cái chương này thôi. Là những cái bài nào mà không có câu kết và văn xuôi, câu kết và văn xuôi là sao? Có nghĩa là vị tỷ kheo ấy khi mà được nhắc như vậy tâm hết sức xúc động đó, thì cái vị đó có thể là tu đồ quật, có thể như ngã nan thì khi mà được nhắc như vậy thì ngài cũng tâm hết sức xúc động. Mà trong chú giải có nói thêm xúc động nên là sao, có nói nữa xúc động nên là sao, xúc động nên là săn quê gác mà bà đi, có nghĩa là động tâm, nghe có gì nghe nói xong có tàm có quý, nhớ lại chuyện mình đã làm nhé. Rồi cái gọi là út tâm ăn quê đi dần, trở nên tinh tấn hơn. Rồi para biết quê căn sống chuyên cần độc cư hơn, mắt ghi bát patipanno hành đạo chuyên tâm hơn. Đó, phải nói hiểu rõ như vậy, chứ không phải xúc động là nghe người ta nói là mình sốc, mình thấy quê thì mình tự ái thì không phải, mà xúc động là động tâm và nỗ lực hơn, phải có cái đó nữa, phải nỗ lực hơn. Thì cái bài kinh thứ hai này là một vị a la hán nha, một vị a la hán, một vị a la hán. Khi mà ngài mỏi mệt, vị la hán chỉ có cảm giác mỏi mệt của thân xác, không có trạng thái tâm lý biếng lười mê ngủ, nhớ nha. Chỉ có đó thôi. Thì cái trạng thái đó trong Pali gọi là ca giác đã thác, ca giác đã thác là cái sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác. À, như học Adi Đàm
thì cũng nên biết cái chữ Pali này, để khi giảng với người ta đó mình nói, nhất là mình tiếp xúc với mấy người quốc giáo đó, mình nói vậy là họ biết liền, biết là dân trong nghề đó, nói ồ vị A-la-hán chỉ có cái đa giác đó thật, chứ không có cái thi nó mất thật là hôn thủy nha. Thì nó mới thấy là hôn thủy, là hôn trầm thủy miên nhé, hôn trầm thủy miên thì ở lá không có. Vì hai cái này đó là gì, là sự buồn ngủ, sự lờ đờ, sự mơ màng của tâm lý nhé. Rồi cái sự thích ngủ, thấy ngủ ngon và khó chịu khi mà phải ráng thức, thì cái vị A-la-hán không có cái này, không có cái thấy ngủ ngon, rồi không có sự thích ngủ, không có cái sự mà bực mình khi phải thức sớm hơn mình muốn. Thì vị A-la-hán không có, bị cái đó gọi là hôn thủy, cái đó là cái mà nó tạo ra cái sự lười biếng, tạo ra cái sự thích ngủ, tạo ra cái sự bực dọc. Nhưng riêng vị A-la-hán thì không có, ngài chỉ có cái đa giác đó thật, chỉ ca chỉ đa chỉ ca giác đó thật. Có nghĩa là cái sự mệt mỏi của sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi của thân xác thôi. Phải nhớ cái đó nha. Thì bây giờ mới nằm ngủ, nằm ngủ chút, nhưng mà chỉ có thinh văn thôi, chỉ có thinh văn và độc giác mới có giấc ngủ dài như người bình thường. Phật toàn giác á, thì phần lớn thời gian nghỉ ngơi là nhập thiền chỉ hoặc là trú niệm. Còn tâm hữu phần hết phá văn giá chỉ xen kẽ với số lượng nhiều hay ít mà thôi, không đủ tạo nên cái gọi là giấc ngủ. Thì cái này tôi giảng mà tại vì mình giảng giảng theo A Di Đà thì tôi cắn răng tôi giảng, chứ còn tôi cũng không có tin là trong đây bà con trăm người đây nghe hết thì tôi không tin. Nhưng mà bây giờ tới chỗ này bắt buộc phải giảng chuyên môn mà phải nói vậy thôi. Phải quan giác đó là cái tâm này, cái tâm chủ quan ấy, tâm hữu phần ấy, hoặc là tâm hộ kiếp ấy. Có người xài cái từ cũ là từ hộ kiếp, thì cái tâm này nó nói là nó hơi dài, nó là tâm quả từ quá khứ. Tức là nói nôm na là khi mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác gì đó thì nó tạo ra hai cái quả, một là quả tái tục, tức là cái tâm 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 đầu thai đó, tâm tái sinh ấy, cho mình đi có này có kia. Rồi cái quả thứ hai của nó là cái quả 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 bình bình sinh, từ cũ thì là bình nhật, nhưng mà tôi thích gọi cái chữ bình sinh hơn. Bình sinh là lúc mình còn sống đó, thì cứ cái đời sống mình, đời sống tâm lý mình nó theo trong A Di Đà nói đó, thì nó là một chuỗi dài của vô số sát na. Khi nào có cái cảnh từ bên ngoài á, mình biết cảnh từ bên ngoài như cảnh sắc cảnh thinh gì đó, thì nó xuất hiện một cái loại, một cái process, một cái loạt tâm, một tâm lộ. Trong kinh là quý thi ha, tối đa là 10 17 mà tối thiểu là chỉ có 3 4, tức là chỉ có rung động là hết. 3 4 chỉ có rung động, hoặc là thêm cái nó là khai ý rồi hết. Cái cảnh quá nhỏ, cảnh cực nhỏ ha. Để nói chung là khi nào mà có cái cảnh cần biết ấy, thì tâm khách quan nó xuất hiện để nó biết. Còn nếu không có cái cảnh từ bên ngoài đó, thì lúc bây giờ cái tâm tâm hữu phần ấy, là cái tâm mà tâm đầu thai của mình lúc bây giờ đó, nó không phải là một nha, mà cái nó tồn tại một sát na rồi nó diệt, tồn tại một sát na rồi nó diệt. Thì lâu đầu đời mình á, thì nó đóng cái vai trò là tâm 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 tái tục, nhưng mà sau đó nó mới biến mất, chỉ trong một sát na là biến mất. Đó, thì cái loại tâm tương tự như vậy nó xuất hiện, đóng cái vai trò là hữu phần, để nó chiếm phần lớn thời gian trong đời của mình. Cứ khi nào mình ngủ, mình ngất xỉu thì nó xuất hiện, còn không nữa thì nó xuất hiện xen kẽ giữa các tâm độ khách quan để mình biết cái cũng biết ngoại cảnh. Tôi giảng như vậy là cái việc nghe rất là bể óc rồi đó, biết con gái nhưng mà kệ nó, tôi lỡ tôi nói luôn nha. Cái như vậy thì đối với cái vị độc giác
Rồi Thinh Văn và tất cả những người còn lại đó, thì có thể do mệt mỏi. Nếu mà phàm phu thì còn có vụ hôn trầm nữa, thì do mệt mỏi hoặc do hôn trầm người ta có thể cái tâm hồn, cái loại tâm này nó có thể xuất hiện hàng hàng giờ hoặc là nhiều giờ hoặc là một ngày hai ngày liên tục để tạo nên những cái cơn hôn mê sâu hoặc là những giấc ngủ sâu hoặc là giấc ngủ ngắn. Nhưng riêng như Phật cái đẳng giác thì không, cái thời gian mà những tâm ngũ phần này xuất hiện ở các ngày đó không có đủ nhiều để gọi là một giấc ngủ, mà các ngài chỉ nghỉ ngơi bằng cách đó là nhập thiền chỉ hoặc là nhập thiền quả hoặc là trú niệm, chỉ vậy thôi. À, thì cái vị thiên ở đây nhìn thấy, vị thiên nó nhìn thấy, thấy thấy cái vị tỳ kheo này nằm ngủ như vậy đó, thì vị đó không biết, vị đó không biết, vị đó không có biết là à, quên con chuyện cũng phải nói thêm là đối với cái người trí nhanh ấy, thì cái khoảng cách giữa hai cái tâm lộ, cái hữu cái tâm hữu phần xen kẽ nó ít. Cái bài hỏi ít là bao nhiêu thì nó bất định. À, trí càng nhanh ấy, thì cái khoảng cách cái số lượng tâm hữu phần mà xuất hiện giữa trong cái khoảng cách giữa hai tâm lộ đó, như Đức Phật ấy, thì chỉ có ba thôi. Còn những cái vị mà như ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan thì còn có thể đếm được, nhưng mà cái người bình thường ấy, thì đếm không được. Nhưng mà cái trí càng nhanh ấy, thì cái số lượng càng ít, mà trí càng chậm thì cái sát na hữu phần ấy, nó xen kẽ càng nhiều, cho nên thời gian suy nghĩ nhau lâu hơn, chậm hơn. Còn cái người kia thì cái thời gian cái gọi là trí chậm là bởi vì cái tánh đó nó nhiều, còn cái trí nhanh thì cái số lượng tâm hữu phần nó ít hơn, cho nên thời gian nó ngắn hơn, người nó nghĩ nhanh hơn, suy nghĩ nhanh hơn. Thì cái vị này nhìn thấy vị tỳ kheo ngủ như vậy, vị này có cái ý trách là tại sao mà ngài có thể nằm ngủ như vậy. Và tôi cũng phải nói thêm là cái bài kệ này này nó có một cái vị bản gần giống như vậy, mà nó bắt đầu bằng chữ Uttathanissidatha Koathosupittenavo. Và ở đây nó đây là Koathosupittenate. Còn cái vị bản kia đó là Koath, cái kia là Uttathanissidatha. Khi nào mà nói cho số nhiều thì Uttathanissidatha, hãy thức dậy, hãy ngồi dậy. Koatho Supittenavo, số nhiều. À, xin các vị hãy thức dậy, hãy ngồi dậy, ngủ như thế có lợi ích gì? Atura năng hi kadada, đối với cái người mà đang bị bệnh á, bị bệnh nhất bệnh thì biết cái chứng bệnh phiền não đó, thì ngủ gì chỉ là mất thời giờ, chỉ làm kéo dài thời gian sanh tử thôi. Nhưng mà ở đây thì bài kệ y chang như vậy mà lại sửa thành số ít, nhưng mà có sửa là chẳng những sửa số ít mà còn lại sửa một hai câu ngắn ngắn. Thì ở đây chỉ là út thê hít phích khú kinh xe xí, hãy thức dậy. Sư gây sư là phích khú, sư gây sư là thức dậy. Kinh xe xí nằm vậy để làm cái gì? Xe xe tí là nằm ngủ. Kinh xe xí là câu thứ hai hả? Ngủ để làm cái gì? Cô quá thô sư tê nó tê, ngủ vậy có lợi ích chi đâu. Còn cái kia là số nhiều. Mà tại sao tôi lại đi lại nói bài kinh ghi hình chi? Là bởi vì cái bài kia đó trong kinh tập hả, số tới đây bạn là bài kinh rất là nổi tiếng của Tích Lan, mà có một số chùa Tích Lan buổi sáng thay vì họ đánh chuông thì họ cho cái vị nào mà lớn giọng đọc cái bài kinh đó, đọc lớn lắm cho cả chùa nghe, giống như la vậy đó. Đọc lam sùm như đó. Mà nghe rất là xúc động. Cái này tôi chỉ đọc báo đọc sách tôi biết, chứ tôi chưa nghe ngoài, tôi chưa đi Tích Lan nghe. Nhưng mà tôi biết có một số chùa như vậy, họ la như vậy đó, giống như là hô canh vậy đó. Một thay thì là tiếng chuông của này là một lời để cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở cho người ta nghe ta hết hồn mà đúng. Bản thân tôi không phải là hành giả, không phải là thiền sư, mà những khi mà tôi khẩn cấp mà tôi cần thức dậy đó, khó chịu lắm. Nhưng mà thời gian gần đây, mấy năm gần đây là tôi cứ nhớ chuyện là mình sống được bao lâu, nhớ được cái là tỉnh đi, chỉ có cách đó thôi. Cứ mỗi lần mà mình giả dự mình ham ngủ, mình ngủ ngon quá đi, mình đến buổi giảng rồi tôi không nghĩ đến Phật tử, tôi không nghĩ đến trách nhiệm, tôi không nghĩ đến cái gì hết, mà lúc chỉ đó chỉ có một cách mà tôi tỉnh, tôi chỉ nghĩ là mình còn sống được bao lâu là nó tỉnh liền.
Vì các vị biết là 1 phần 3 1 phần 3 cuộc đời mình là ngủ mà. Dễ sợ như vậy. Tại vì mình thấy đó, 20 năm đầu đời của mình đó, là trẻ người non già, ăn chưa no lo chưa tới nha. 20 năm đầu đời là coi như cúng chùa, không có xài được gì hết. 20 năm tiếp theo là đi học, là tôi học trung học tôi không tính, mà tôi tính là đã thời gian nếu mà đi học, học đại học rồi ra nghề rồi làm lụng kiếm tiền nhé, là 40 rồi. Rồi 20 năm tiếp theo đó là mình sống được có 50 thôi, có nghĩa là chuẩn bị hưu, tức là 40 tới 50 là chuyện là giai đoạn đó là hưởng thụ rong chơi đó, mà nó giảm dần rồi. Đó, như vậy thì trong đời mình nó là mang tiếng là 70 năm, 80 năm, thành ra chỉ có 60 năm. Mình 60 năm đầu đời đó thì 20 năm đầu là mới kể. Chỉ còn được cái 40 năm giữa thôi, tức là từ 20 tới 40, tức là 60 năm. Còn từ cái 61 trở về sau thì coi như là cũng cúng chùa nữa, cũng không có xài. Còn trong 60 năm đó mình tính đi, một ngày mình ngủ bao nhiêu. Nếu mà mình tính làm thì khiếp lắm. Cho nên cái vị thiên này nó mới nhắc là đối với một người đang bị bệnh, đối với một người đang bị trúng tên, đối với người đang sinh tử thì giấc ngủ nó chỉ là mất thời gian thôi, chỉ là mất thời gian, nó kéo dài cái thời gian sinh tử thôi. Nhưng mà vị đó không hề biết rằng cái người mà mình nhắc nhở chính là một vị A-la-hán. Nhưng mà dù sao, thì bài kinh này cũng rất là đáng để chúng ta suy gẫm. Đúng là vị A-la-hán không có cần những lời nhắc này, đúng, nhưng mà đáng để mình suy gẫm về cái gọi là giấc ngủ của mình. Mình đang có mặt trong một giấc ngủ lớn thì mình muốn tỉnh dậy thì mình phải bỏ đi những giấc ngủ nhỏ, nhớ như vậy. Đang có mặt trong giấc ngủ lớn thì muốn tỉnh dậy đấy phải từ bỏ giấc ngủ nhỏ. Rồi xong xong bài kinh thứ hai, bây giờ qua bài kinh số ba. Bài kinh số ba này đó là bài kinh tâm sự của tôi. Tâm sự của tôi tức là ngài Kassapavata này, ngài sống trong rừng, ngài sống trong rừng. À quên, nãy giờ tôi có lo giải thích làm tôi không giải thích mấy bài kệ. Mấy bài kệ trong chú giải cũng không có nói gì đặc biệt. Bây giờ tôi trả lời bài kệ đầu tiên nha, xin lỗi. Bài giảng cái này hơi kỳ nhưng bài kệ. Cái bài kệ đầu tiên có hình ảnh rất là đẹp. Tức là cái vị trời nó nhắc cái vị kheo đó. Là mình á, giống như mình người xuất gia giống như một con chim vậy đó. Mình làm sao mà tất cả những cái hạt bụi của trần gian, những cái phiền lụy của trần thế này nè, nó đối với mình nó chỉ là những hạt bụi trên cánh của một con chim thôi, thì như vậy mới là tốt đó. Cảm ơn. Như vậy mới là tốt. Chứ còn nếu như mình là một con heo mà trong cái chuồng, con trâu con bò trong cái vũng sình á, mình để thì những cái dơ mà nó đối với mình mà nó nặng nề như vậy đó, nó nặng nề mà nó nhiều như vậy đó thì nó quá tệ. Mà về cái vị trời này nhắc, vị tỳ kheo đó là ngài là người xuất gia, ngài là một cánh chim, cho nên ngài làm sao mà tất cả những phiền lụy đó với ngài nó chỉ là một chút bụi trên cánh chim thôi. Các vị thấy mà, con chim thì nó nhỏ mà cái lông vũ nó vốn là gì, waterproof, không có dính nước, cho nên nhiều lắm á là nó chỉ dính bụi thôi. Các vị mình biết lông vũ mà, lông vũ nó phải là hair mà nó là leather, nó coi như là nó không có thấm nước, rất là tốt. Cho nên á, mà đã vậy đó mà con chim nó lại bay lên trời nữa chứ, nó phải dưới đất, trên đó gió thiếu gì, đã không có bị dính nước, có nghĩa là những loại cái dơ mà tôi sợ là cái dơ nào ướt ướt á, cái dơ nó mới là khó tẩy rửa, chứ cái dơ khô tôi không sợ, bụi tôi không sợ. Mà đã vậy, cái bản chất của cái lông vũ là nó kỵ bụi kỵ nước, rồi sao nữa,
con chim nó lại bay lên trời chỗ nhiều gió nữa, cho nên cái khả năng mà nó dơ không có nhiều, thì hình ảnh nó rất là đẹp. Tức nghĩa là mình là người xuất gia, mình làm sao mà những cái hệ lụy của cuộc đời nó đối với mình đó, thứ nhất là phải ít, mà thứ hai nữa là nó phải dễ giải quyết đó, ít phải dễ giải quyết, phải ít và dễ giải quyết. À, cái hay của cái ví dụ đó là nằm cái đó, làm sao mà một đời tu những cái vấn đề mà phiền lụy của nhân gian nó phải càng lúc càng ít dần và phải dễ giải quyết. Rồi cái bài kệ thứ hai thì là sự nhắc nhở là đừng có ngủ ha. Cái bài kệ này tự đọc hiểu không có gì đặc biệt. Tỷ kheo hỏi thức dậy sao ông hãy còn nằm, ông được lợi ích gì trong giấc ngủ của ông? Người bệnh, người bị trúng tên, rồi người bị đánh thì làm sao mà có thể cam tâm đành lòng mà nằm ngủ mà không có lo chữa chạy đại khái như vậy. Thì một người vì lòng tin xuất gia thì đừng có để cho cái sự mê ngủ nó làm mất thời giờ của mình, chứ để ngủ chinh phục. Tại vì quý vị biết, tôi được biết nhiều và rất nhiều trường hợp cái giấc ngủ đó là cản trở đời sống tâm linh của mình rất là nhiều. Ở bên thị sĩ tôi cũng biết một cái chị Phật tử đó, chị nói với tôi, chị có nói là chính giấc ngủ là một trở ngại lớn nhất khi mà chị đi tu thiền ở bên Miến Điện. Chị nói khí hậu nóng lạnh chị chịu được, thức ăn thì tanh nguội khó nuốt, cay lạ, nhiều đường nhiều muối, chỉ rồng chịu được, rồi chỗ ở dơ thiếu phương tiện chỉ chịu được. Chỉ có một cái thôi mà bắt chỉ dậy 4 giờ đi dậy không nổi, cũng hơi khó ha, khó. Và mình thấy ngày như ngày của Quyền Liên trong kinh nó bị ngày cái định của ngày nó mạnh, trên trước khi ngày đắc quả la ngày gì thường bị cái chứng hôn trầm rất là nặng. Và chính Đức Phật là người đã hướng dẫn cho ngài cái cách mà để đối trị cái hôn trầm, và sau đó chính Đức Phật hướng dẫn ngài Quyền Liên từng bước để mà chứng thiền và luyện thông. Cái buồn ngủ nó trở ngại lớn ha, thì ngài mới trả lời, ngài trả lời thì tự cái người đọc thì không có gì khó hiểu hết, thì ngài xác nhận đúng, người nói đúng, nhưng mà đối với người như ta thì ta không có tệ như vậy đâu. Rồi bây giờ qua tới bài kinh Kaspakota ha, tức là ngài Kaspakota ngài ở trong rừng ấy, ở trong rừng ấy, rồi thì ngài có thấy một cái ông thợ săn mà ông sát sanh như vậy đó. Thợ săn mà đuổi thú rồi tùm lum hết, săn bắn rồi máu me rồi thịt thà tùm lum, thì ngài thấy như vậy thì ngài mới nghĩ trong bụng để giúp ông, để giúp ông. Nãy tại sao tôi nói là tâm sự của tôi là bởi vì cái tâm sự của tôi là cái vị trời đang nghe là nói đúng. Thì vị này thấy thấy cái vị trong chú giải mới nói là vị trời thấy cái ngày 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 Kaspakota, thấy là Kaspakota mất thời giờ giảng cho một cái người mà trơ trơ như đá không chịu nghe. Trong đây có nói rõ thế này là ông thấy ổng đang đi săn thú trong rừng á, nay nịch cung tên, ông gặp ngài thì ngài mới khuyên ông nói là sát sanh như vậy nó gọi là pa na pi pa tu na mi sa pa sang quát ni cô áp pa cho các sang quát ni cô, sát sanh như vậy là a pa cho sang quát ni cô là con đường dẫn đến sự sa đọa, áp pa cho các sang quát ni cô là dẫn đến sự yếu thọ. Thì ông đừng có làm ma e va ru băng cắt cái la cầm bằng cái đầu hí, đừng có tiếp tục tạo cái nghiệp ác như vậy nữa. Thì cái ông thử săn á, ông vì cái lòng tôn kính ga ra vi nó tha toa, ông đứng lại nhẹ sô tung ở đó thô ráng mà nghe nghe ngài nói. Ông vì lòng tôn kính thì ông đứng lại và ông ráng mà nghe, nhưng mà lúc đó thì sao, nghe thì nghe nhưng mà Panasa chích tăng Panasa, nhưng mà trong tâm ổng thì sao, Asukatha Nangmigo Gato và Quý Sát Tí, ở đằng kia có nai kìa, đằng kia có thú hả, Tát Thanh Năng Ganh Toa Khatito, mình tới đó mình giết hả, rồi xong rồi thì mang sang kha đi toa xe sang ca chế na đa để cảnh toa của kia tôi sẽ xa ní, phần nào ăn thì ăn, phần nào đem bán đem về nuôi con. Rồi, ông đứng ông nghe ngày ngày nói, nhưng mà cái đầu ổng thì cứ lo lãng vảng nghĩ chuyện vậy. Thì cái vị trời biết được cái cảm giác đó, biết được mọi sự, biết cả cách lòng tốt của ngài, biết cả cách
cái tâm tư của cái ông thợ săn, cho nên ông mới dùng một hình ảnh rất là sống động. Ông nói trời ơi, cô còn lại ngày ha, như vậy nói với người vậy nói không có hiểu đâu. Bây giờ đó mà ngài giống như là ngài có cầm 10 bó đuốc mà người ta không có thèm nhìn bởi vì tâm con mắt thì cũng vậy thôi. Cũng giống như cái sân xi măng mà có mưa xuống, tấm ni lông, tấm bạc, tấm dù mà bằng gạ, bằng nhựa mà mưa xuống thì cũng chết quớt. Bây giờ người ta không có mắt thì bây giờ mình ngày có cầm 10 cái đuốc thì người ta chỉ thấy nóng thôi chứ người ta không có thấy được gì hết. Và biết tôi nói hoài cái việc có nghe hay không, tôi nói mình sống làm sao mà người ở gần mình người ta nghe mát thì nó không nghe lạnh, mình sống làm sao mà người ở gần mình ấy, người ta thấy ấm thì nó không thấy nóng, không thấy nực. Biết các vị nghe kịp không? Người ta thấy gần gũi cho nó không thấy chật chội. À là vậy đó. Đây là những cái đáng nhớ. Sống làm sao để người ta ở gần mình ta thấy mát cho nó không thấy lạnh, sống làm sao người ta thấy ấm chứ người ta không có thấy là nóng, thấy nó nực. Sống làm sao mình ta thấy người ta thấy sáng sủa chứ người ta không thấy bị chói mắt. Đó, cái đó là cái đặc biệt đó. Sống sao mà ta thấy sáng sủa cho ta thấy chói mắt. Để có nhiều khi mình làm cho ta chói có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cách nói của mình, cái cách sống của mình làm cho ta thấy khó chịu. Như mình đọc kinh mình thấy ngài Sa Lợi Phất, ngài đúng, ngài Sa Lợi Phất ngài nói với đệ tử, ngài làm cho đệ tử ngài thấy mát, thấy ấm, thấy sáng. Chứ còn ngài Ca Diếp thì ngài làm cho đệ tử một là thấy lạnh, hai là thấy nóng, còn ba nó là thấy chói. Cũng đúng là mình chỉ làm cho nó thấy sáng là được rồi, mình soi rọi cho nó thôi chứ làm cho ta chói rồi ta thấy được. Không phải là nghề dở nhưng mà tại vì cái một là cái kiểu nghề vậy đó, cái kiểu cái thứ hai nó phải là cái sự thiện xảo. Thiện xảo trong cái tâm người thì dĩ nhiên ngày ngày cái giếp sao bằng ngày sẽ là phát được, ngày sẽ là phát được trong kinh gọi là Saptasamma. Saptasamma có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống mình, giống hệt bậc đạo sư. Thì dĩ nhiên đây là một cách nói hơi cường điệu nhưng mà mình hiểu ngầm như vậy là Saptasamma có nghĩa là ngài là người duy nhất mà được cái chữ này Saptasamma. Và chính Đức Phật ngài cũng xác nhận là Sa Lợi Phất ở đâu thì cũng giống như ta ở đó. Thì chính ngài cũng biết có sự khác biệt chứ, nhưng mà gần giống như vậy. Gần giống như Sa Lợi Phất ở đâu thì giống như Như Lai ở đó vậy đó. Và lúc mà ngài Sa Lợi Phất mà ngài nghe Đức Phật ngài nói là năm nay Như Lai đã 55 tuổi, trong sinh hoạt Như Lai cũng cần có người giúp đỡ, Như Lai cần một thị giả, các tỷ kheo hãy chọn cho Như Lai một người. Thì ngài Sa Lợi Phất ngài là người đầu tiên ngài đứng lên, ngài mới quỳ xuống ngài xin, xin Thế Tôn cho con được làm cái việc đó, được làm thị giả cho Thế Tôn. Thì Đức Phật nói không được. Sa Lợi Phất ở đâu thì giống như Như Lai ở đó, như Sa Lợi Phật sống ở đâu thì đem lại lợi lạc cho chúng sinh ở đó, giống như ta vậy đó. Sa Lợi Phật đi với Như Lai là một cái điều thiệt thòi cho chúng sinh nơi khác. Hai người như mình không thể ở chung một chỗ là sẽ làm bởi vì đó làm sự thiệt thòi cho chúng sinh muôn loài. Vậy đó ngày Mục Liên Đức Phật cũng nói như vậy. Mục Liên ở đâu thì cũng giống như Lai ở đó, tại vì phải nói cái trí tuệ của ngài Sa Lợi Phật nổi trội, nổi bật, đặc biệt quá. Mình cái hình ảnh của ngài Mục Liên bị mờ đi một ít. Chứ thật ra theo Đông Kinh mô tả đó thì hai vị này là 9-10 nha. Hai vị này là 9-10. Nói về cái 9-10 là sao? Tức là cái số lượng mà tâm hữu phần á, cái số lượng tâm hữu phần mà xen kẽ các tâm loại của hai vị này giống nhau, cái trí tuệ nhanh. Và dĩ nhiên thì có những cái sức hiểu biết này sẽ phát được có điểm hơn, nhưng mà cái thiền định thì dĩ nhiên có điểm này kém hơn ngày Mục Liên chứ. Nhưng phải nói là hai vị này là xích soát nhau đó. Mà bên Bắc Tông thì chỉ tán thán ngày Mục Quyền Liên chứ ngày coi nhẹ ngày Sa Lợi Phất. Trong kinh Di Ma là họ chửi ngày không còn nước ngon nữa hết, mình hiểu tại sao. Còn ngày Mục Quyền Liên họ chỉ tán thán ngày có một cái thôi là thở khen phò mã tốt áo. Tôi nhớ là ngày Mục Quyền Liên ngày có bao nhiêu cái pháp tánh là thù thắng vi diệu muôn ngàn ức triệu phạm thiên không bằng cái gót chân của ngài, để mà họ cứ là cái tối ngày ăn là cứ đại hiếu thôi. Họ cứ khen ngài có cái vụ đại hiếu mà đó là cái tu đào quần là đã đại hiếu, bởi vì cái tánh tri ân là tánh của thánh nhân, cái lòng tri ân là lòng của thánh nhân, cái hạnh lành của thánh nhân, phàm phu cũng có mà không có bằng.
thánh nhân là vô địch về cái lòng, lòng tri ân. Tu Đà Quần đã lên là cái lòng tri ân. Bởi vì trong 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 chú giải nói rõ là nói gọn từ Tu Đà Quần không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ, nhưng mà nói rộng thì Tu Đà Quần không có còn bốn pháp thiên vị, là vì hành xử, vì ghét, vì thương, vì sợ, và Tu Đà Quần không còn bỏng sẻn nữa. Cái phần này phải học thêm mới biết, còn học A Di Đàm học chung chung mình chỉ biết có ba thôi. Nhà mình chỉ biết là Tu Đà Quần không có còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ là nó cái chánh, nhưng mà thật ra trong hành xử Tu Đà Quần không còn bốn pháp thiên vị, có nghĩa là hành xử vì ghét, vì thương, vì sợ, rồi Tu Đà Quần cũng không có còn cái tâm bỏng sẻn nữa nha. Và đặc biệt là cái hạnh, cái tánh tri ân của Tu Đà Quần là không có ai mà sánh bằng, chỉ có thánh nhân với nhau thôi, tánh tri ân. Bởi vì đó lòng đại hạ tri ân mà như vậy thì lòng hiếu thảo của vị Tu Đà Quần thì cũng kể cái mức nào nữa. Cho nên cái nói về khen vị A-la-hán đại hiếu là khen phò mã tốt táo nha. Bởi vì ngay cả vị chánh đẳng chánh giác mà đối với cha, đối với mẹ của mình ngày còn cư xử như vậy thì nói gì là đệ tử của ngài nha. Cho nên mình khen người một người liên đại hiếu thì giống như khen phò mã tốt áo vậy. Khen phò mã, mã là cái văn võ song toàn, khen cái gì có chí lớn, có quan điểm chính trị thông minh, ví dụ như vậy thì ai khen phò mã mã áo đẹp, nhưng khen cái đó nó thừa. Ok, thôi bây giờ mình qua cái bài kinh khác, và bài kinh khác cho nó đỡ chán nha. Qua bài kinh là kinh đa số hay là du hành nhé. Cái bài kinh này tiếng Pali là Sampohula, nghĩa là phần đông. Bài kinh, bài kinh, kinh đám đông. Ok. Thì bài kinh này kể chuyện một nhóm tỳ kheo. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi. Một nhóm tỳ kheo đến nhập hạ, an cư mùa mưa nhé, trong một khu rừng, rồi sau đó đi, bỏ đi chỗ về chỗ khác. Đời sống của tỳ kheo ngày xưa là như vậy đó. Không có cái chuyện mà chọn cái trụ xứ nào đó như ý là ở suốt đời. Cũng có chứ phải không, nhưng mà rất hiếm. Phần lớn là các vị liên tục thay đổi chỗ ở là vì nhiều lý do. Một là cái điều kiện sinh hoạt của ngày xưa nó không giống bây giờ. Bây giờ có chùa, có nhà bếp, nhà kho, có tiền chợ, có sổ sách, có tiền bạc, nói chung là có cái hậu phương, hậu cần, có cái hạ tầng cơ sở vững chắc. Nó có một tổ chức rất là xã hội, cái tính xã hội rất cao. Nhưng mà ngày đó thì ngày xưa thì không có. Ngày xưa chùa chỉ là cái chỗ qua đêm của chư tăng thôi. Phật tử thương thì họ cho chăn mùng đệm chiếu, ghế giường rồi thôi, chứ trong chùa không có nhà kho, nhà bếp, nhà trù, nhà khói là không có. Không có đầu bếp nấu ăn, ngày xưa là không có chuyện đó. Các vị chờ tôi một giây thôi, mình hãy uống nước nhiều quá. Alo, các vị còn nghe không?
Đây nó có một cái chuyện quan trọng, đó là từ nãy từ chúng tôi có nói đó, là nó có nhiều lý do để mà một vị tỳ kheo ngày xưa sống cái đời du hành á. Thứ nhất là cái chùa chiền ngày đó nó không có cái tổ chức như kiểu mình bây giờ, mình gọi là hạ tầng cơ sở đó, là không không có giống ngày xưa, chỉ là chỗ ngủ qua đêm. Thứ hai nữa đó là không, ngày xưa Chư Tăng bên Ấn Độ không có bị những ràng buộc về pháp luật theo cái cách của mình bây giờ. Ví dụ như giờ mình có giấy tờ, chẳng ngay cả bên Mỹ lâu lâu mình cũng phải là này kia liên hệ tới cảnh sát, tới pháp luật vân vân, đi đứng cũng phải đi có giấy tờ vân vân. Nhưng mà ngày xưa đó thì cái chỗ ở của Chư Tăng á, là không có bị ràng buộc cái đó. Thì nhưng bây giờ nhiều nhiều lý do quý vị có thể nghĩ ra. Bây giờ tự nhiên một vị sư mình đang ở ở Đồng Nai được 3 tháng rồi cái chuyển lên Sài Gòn ở 3 tháng thì khó, bên Sài Gòn không có chỗ chứa đó. Nhất là ở mấy thành phố lớn mà không có mở rộng cửa cho mấy vị ở ở ngoại ngoại thành ở tỉnh ngoài về, thí dụ như vậy. Còn hồi đó tất cả đều là sống ở ở trong rừng hoặc sống ở ngoài nông thôn nhiều, và cái những vị ở trong chùa không có cái được những quyền lợi như là những người bây giờ, những như Chư Tăng bây giờ. Chư Tăng mà trụ xứ thường trụ ở chùa lớn mà ở phố thì, rồi ở ngoại tỉnh đi vào thì không có được như vậy, ví dụ như vậy đó. Từ đó nó có cái sự chia sẻ nó ít đi. Còn ngày xưa thì cái người thường trụ và cái người tạm ghé không có sự khác biệt nhau về quyền lợi, cứ mà sáng cái sáng là sắp bát đi giống nhau, rồi tối về cũng có một cái chỗ nào đó mà ngã lưng, chứ không hề có một cái vụ không có cái vấn đề quyền lợi ở đây. Cho nên cái đó là cái thứ ba, là những cái vị tỳ kheo nguyên thủy cái lý tưởng rốt ráo của họ là tu hành giải thoát. Và trong Trung Bộ Kinh Đức Phật ngài dạy rằng ở nơi nào mà biết rằng thiện pháp lui sụp thối mà ác pháp và bất thiện tăng trưởng, thì vị tỳ kheo lập tức phải ra đi, dầu phải ra đi trong đêm và dầu không được những cái sự đồng thuận của thầy tổ cũng phải ra đi. Còn nếu ở chỗ nào mà cái thiện pháp nó phát triển thì dầu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách để xin được ở lại. Đó là cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy nha. Hôm nay tinh thần đó hầu như không còn nữa. Hôm nay chúng ta nắm níu nắng ná một nơi nào đó vì lý do nào đó, chứ không phải là vì cái lý do tâm linh, không vì cái lý tưởng giải thoát nữa nha. Nhiều và rất nhiều những lý do xã hội có, rồi vấn đề cá nhân có. Cho nên từ những vấn đề xã hội và vấn đề cá nhân, vấn đề tổ chức cơ sở, từ những cái đó cho nên nó mới dẫn đến chuyện ngày xưa Chư Tăng sống sống du hành. Tại sao bài kinh này tôi dừng lại cái chỗ này, tôi nói nhiều là bởi vì mai mốt tôi sẽ không nói nữa, nó một lần thôi. Tại sao có chuyện Chư Tăng nó đi nhiều quá là như vậy đó? Hồi xưa là vì một số lý do, là không những ràng buộc về xã hội, không có ràng buộc về vấn đề trụ xứ, và cái điều cuối cùng là cái lý tưởng ngày xưa là sự rốt ráo trong cái tinh thần tu học, phải nói như vậy, sự rốt ráo. Chúng ta hôm nay đọc lại cuộc đời của Ngài Ajahn Mun, tức là Ajahn Phuridatta là sư phụ của Ngài Ajahn Chah, rồi thì bản thân Ngài Ajahn Chah, rồi Ngài Ajahn Lim, học trò của Ngài Ajahn Chah. Chúng ta sẽ thấy ra một chuyện, đó là các vị thời tuổi trẻ, các vị cái một tuổi trẻ tu tập rất là nhiệt thành, niềm tin rất là thuần cố, rất là vững chắc. Cho nên các vị đã thật sự không có bị ràng buộc bởi một trụ xứ, một quan hệ tình cảm giao, một không có quan hệ liên lạc với cư sĩ nơi nào hết. Và các vị liên tục dời đổi chỗ ở chỉ vì một lý do là nhu cầu tinh thần. Mà hôm nay những người như Ngài Chân Muôn hay Ngài Chân Cha thì không còn nữa. Mà hôm nay mình tìm một chỗ ở nào mà nó có nhiều quyền lợi, phải nói như vậy. Rồi, bây giờ tôi vô bài kinh này. Trong chú giải nói rằng các tỷ kheo ở trong cái bài kinh này nè là toàn là những vị tinh thông Phật pháp. Xuất tăng tí ca, tức là giỏi tạng kinh. Rồi á phí thâm mi ca, tức là chuyên về a tỳ đàm, tức là rồi cái gì nữa, quý na gia thara,
Vinayadhara, giỏi luật. Đó. Cả cái là trong cái nhóm thì khác là toàn là long tượng hộ pháp không đó nha. Cái là tả hữu sứ quang minh đỉnh á, chú giỏi không, còn là dương tiêu như tả tốn không, cho nên là các vị cứ thay phiên nhau mà tiếp chức giảng. Cái trong chú giải này có nói rõ thì cứ mỗi lần mà bà con mà họ tổ chức cúng dường thì cái chư tăng á, từ trưởng lão cho tới cái vị nhỏ xíu trong đó có thay phiên nhau thuyết pháp. Thuyết pháp mà toàn là thứ dữ không mà, cho nên là thì mấy sư phụ đi hết rồi đó là để là một khoảng trống không sao lấp đầy. Hồi nãy tôi có nói với các vị còn nhớ không, tức là có những người họ còn sống ở trên đời này, cái sự sống của họ nó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp. Cho nên mai này họ chết hay là họ ra đi thì cái sự chết hay là sự ra đi của họ nó chỉ là cái sự vắng mặt chứ không phải là cái sự thiệt thòi, không phải là cái sự mất mát cho chúng sinh. Đấy. Cho nên mình sống làm sao mà người ở gần mình họ thấy mát chứ không thấy lạnh, họ thấy ấm chứ không thấy nóng, họ thấy gần gũi chứ không thấy chật hẹp, họ thấy sáng sủa chứ không thấy bị chói mắt. À, rồi sao nữa, mình sống làm sao mà cái sự có mặt của mình nó là sự đóng góp chứ nó không phải là cái sự chen lấn. Và cái sự vắng mặt của mình là một sự mất mát cho người khác chứ nó không phải chỉ đơn giản là cái sự vắng mặt là một cái sự dư chỗ, không phải. Thì các vị tỳ kheo này đã sống đúng cái tinh thần đó nè, sống đúng cái tinh thần đó có nghĩa rằng thì là các vị đó đã để là một khoảng trống quá là mênh mông khi mà ra đi. Cái đẹp của bài kinh này nằm chỗ đó, anh sống làm sao mà sau lưng anh là một khoảng trống khó lấp đầy, chứ anh sống làm sao mà khi anh đi rồi anh để làm cái chỗ trống mà thiên hạ mơ ước là không được. Để làm chỗ trống mà thiên hạ mơ ước là không được, mà phải là để làm một cái chỗ trống u buồn, để một nỗi nhớ không tên mới được. Thì trong kinh đại khái cái nội dung này cái này như vậy. Thì cái lời đối đáp rất là hay, cái vị trước nói nó trách, nó trách mà than buồn những vị nó giờ đi mất. Thì cái ông thứ hai đó là rất là thương, họ đi Makatha, họ đi Kosala và một số vị ấy đi đến xứ Vecha, nhìn nay thoát bảy sập, chạy nhảy khắp bốn phương, tỷ kheo không nhà cửa, sống giải thoát như vậy. Đó là tinh thần của Phật giáo truyền thống. Tinh thần Phật giáo truyền thống. Và hôm nay chúng tôi lạc đề một chút là một lát nữa các vị nghe giảng xong các vị chạy vô trong online đó, internet đó, các vị tìm của cái bài là Trường Ca Kalinga của Trúc Thiên. Thì cái này là bài thơ, bài trường ca thôi, nhưng mà cái bài trường bài thơ của ông Trúc Thiên, ông mô tả là cuộc đời của vua A Dục. Trong đó có đoạn ông nói về về chư tăng trong đời Hoằng Pháp. Tôi rất là thích khi mà ông vua A Dục ông thấy được cái sai của ông trong cái mộng tranh bá đồ vương, ông gọi là quyết định từ bỏ kiếm cung thương giáo để mà ông trở thành một Phật tử. Thì ông có một lời phát nguyện là gương giáo đó sẽ là chuông là tượng, thân tâm này sẽ là bát lạy, đây chồi bồ đề, đây ngọc xá lợi, đây ba tạng pháp bảo ba ly, trẫm cung kính cao về chứ đại đức, đấy muôn đời thông điệp của từ bi. Tôi rất thích cái đó. Rồi ánh đạo vàng từ kinh kỳ ra hải ngoại, nói liền lục địa với trùng dương. Pháp nào chẳng là pháp Phật, tâm nào chẳng là tâm thương, mở ra thì đạo mở muôn đường, khép chặt lại thì bắt từng mảy bụi, ai ngàn xưa mở núi, ai ngàn sao hành hương, nhớ chăng trong nhịp quần dương, bóng người hộ pháp lòng khuôn Phật đà. Cái đoạn cuối rất là hay, mô tả cái quá trình mà cái hành trình mà đi quần pháp của chư tăng rất là đẹp. Nhưng mà chỉ quần pháp không thì không có đẹp, mà bản thân mình phải là những cánh chim, phải là những cánh chim thì mới là đẹp, chứ còn đi quần pháp mà có từ túi thì không đẹp. Ok, qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Ananda. Kinh Ananda, bài kinh Ananda là kinh này câu chuyện xảy ra ngay sau khi Đức Phật viên tịch chưa lâu. Đó, cái bài kinh này nghe các vị còn nghe không? Ok,
Tức là trong chú giải nói rằng là sau khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn chưa có lâu, thì Ngài A Nan ấy, Ngài đi đâu cũng bị người ta bu quanh hết. Người ta nhìn Ngài, người ta nhớ Đức Phật, người ta vây quanh, bắt đầu người ta hỏi. Ta hỏi tất cả những gì người ta muốn hỏi về Đức Phật, về những ngày cuối đời của Đức Phật. Thì tâm lý mình cũng vậy thôi. Ví dụ mình thương một quý vị thầy của mình, rồi tới lúc mà thầy đột ngột mất, đó là mình gặp cái ông thị giả đó, của ông thầy đó, là tôi, ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thượng Thanh Từ mà mất đi, thì bây giờ mình về Làng Mai hoặc mình về Trúc Lâm Thiền Viện, thì mình gặp lại thầy Kiến Nguyệt hả, thầy Kiến Nguyệt đấy. Thì mình rất là thương, hoặc là mình về mình gặp mấy sư huynh, mấy sư anh sư chị ở Làng Mai, Làng Hồng bên Pháp, thì mỗi lần mình gặp mình nhớ là bóng dáng cái giọng nói của Hòa Thượng thì thương lắm, thương lắm. Thì ở đây cũng vậy, khi Đức Phật đã tịch rồi đó thì bà con cứ mỗi lần nhìn nghe nè nó khóc. Trong chú giải nói rõ lắm, tại vì ở đây tôi mắc chứng thì tôi nói làm chi, trong đây nói buồn lắm. Sô là ngã nan hay bác ca ba tô bắt tết gì bà mà đà nhé, giữ lấy y bác của Thế Tôn. Cô Sala Rập Thăng Gan Tâm Hay Kasmi Hà Nhà Ba Sê Ba Sê Tô đến sống trong một khu rừng ở xứ Cô Sala. Rồi mỗi ngày thì Y Căng Ga Mình Ba Phú Sĩ đi vào làng để khất thực. Thì người ta mới hỏi, người ta nhìn Ngài, người ta hỏi là Phan Tê, anh Nam đó, thưa Ngài anh Nam, Tâm Hay Bất Bê Sắp Tha Ra Sắp Thiên Ngài Các Sắp Thái, ngày xưa thì Ngài đi với Thế Tôn, Ách Chá, Y Các Ca với A Các Ta, bây giờ còn có một hình một bóng thôi. Cả hang sắp ta răng tắt để tôi a cấp ta ta, ngày để Thế Tôn ở đâu rồi, ngày bỏ lại Thế Tôn ở đâu rồi. Ý đa ní cát sắp bắt tới chi răng gây tôi cái chợ ta, bây giờ thì những y bác đó ngày cầm đi về đâu, Thế Tôn không còn nữa. Cát sát mú khô đang năng đâm ta cấp tăng đây ta, bây giờ thì những ngày xưa đó thì mỗi sáng ngày cũng nghỉ cũng dường tâm rửa răng rồi nước rửa mặt mỗi ngày cho Thế Tôn, bây giờ thì ngày làm việc, ngày còn làm việc đó thì mà làm cho ai nữa. Bà đi về năng xong mắt cho tháp, bây giờ ngày còn làm sao còn cái gì để ngày quét phòng với Thế Tôn nữa. Rồi thì họ khóc, họ khóc quá toa nói vậy, rồi cái bà đi đề bên xuống họ hè nhau mà khóc. Thì Đức Phật ngày 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 nay ngày nói là ma a hồ sô sô cho tháp đừng có buồn, ma bà đi đề với tháp đừng có khóc, anicca sankara chuyện đời là nó vô thường như vậy đó, đại khái như vậy. Thì cứ như vậy mà nó cứ diễn ra hết chỗ này, đi đâu cái gì cũng diễn ra hết. Thì cái có một cái vị thiên nhân nhìn thấy cái này mới khó chịu, mới suy nghĩ thế này, mới suy nghĩ nó rồi đó, ngài đã biết ngay lúc này tới chỗ đám đông là thế nào cũng bị sát vô, mà ngài không chịu tránh, mà ngài cứ đi tới mấy chỗ đó như vậy thì nó quá phiền. Cho nên ông mới nói thế này, ông nói ngài đã lựa đời sống viễn ly rồi. Trong 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 Bali cái câu rất là hay, trong Bali rất là hay. Rút cái mu lấy cái hành năng và sắc kia giá, bà chọn lấy cái gốc cây làm cái trụ xứ rồi, nếp ba năng hả bà Jasmine Obiya, đã để niết bàn vào tim rồi, đã để niết bàn vào tim rồi. Thì kinh tế pilipilika karasati, thì có lợi ích gì khi mà ngài phải trả lời những cái câu hỏi mà trời ơi tào lao của thiên hạ như vậy. Pilipilika pilipilikatha là những chuyện tào lao, những chuyện tào lao. Title mà nó hay nếu tiếng Anh là title, mà mình nhìn qua thì nó giống như cái chữ tào lao vậy đó, đúng không? Mình nhìn nó rất là giống như tào lao, có nghĩa là nó cũng có chữ T chữ L đó, cái title. Còn kia là pilipili là chuyện tào lao, những cái nó lạ lắm, nó giống nhau lắm, nghĩa là chữ tào lao. Pilipilikatha là chuyện tào lao. Thì ngày anh An lúc ngày ngày mới là bị tu đầu quần thôi. Mấy hôm sau đó thì ngày mới đặt quả là hán. Lúc này ngày là bị sơ quả tu đầu quần nhé. Thì nghe như vậy ngày sốc.
thấy xúc động, cái ngày quyết định là sẽ lui về sống một mình chứ không có gặp gỡ mấy người này nữa. Thì mình đọc cái này mình mới thấy là mình đã sống ra làm sao. Mình nói mình hành giả, mình nói mình tu tập cho thật ra một ngày như vậy, cái thời gian mà mình dành cho Phật pháp, cho những suy tư, cho những cho chánh niệm nó không có nhiều, nó không có nhiều lắm. Và phải nói rằng thì là ngày xưa đó, mấy chục năm về trước, bây giờ tôi già rồi tôi có quyền nói mấy chục năm, nghĩa là tôi mặc cái áo này hôm nay là 35 năm rồi, tôi làm từ chùa 35 năm. Ngày xưa tôi thấy cái tâm năm cái ác khẩu đó, trong đó có cái tội mà nói lời vô ích, tôi coi thường lắm. Tôi nói cái đó thì nói vô ích thì tôi hiểu được cái nghĩa mà đại khái như là chữ tào lao, nó chỉ mất thời giờ, nhưng không phải, không phải, không phải đâu. Cái tội nó nặng kinh khủng lắm. Cái tội nó nặng lắm, có nghĩa là anh á, cái đầu anh sẽ suy nghĩ cái chuyện tào lao thì anh mới nói ra cái điều tào lao. À, và trong những cái tào lao đó nó có những cái đề tài mà nó làm cho anh bị lùi lùi sụp rất là nặng về thiện pháp. Có những cái đề tài mà mình bàn riết đó, cái con người bị hư đi, bị hỏng đi, mình có nhìn nhận cái đó có, cái đó có. Có những đề tài, có những người mà mình tiếp xúc với họ riết đó, mình đổi tánh, thì mình đang rộng mình trở nên hẹp, mình nhỏ mọn, ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn. Rồi có những người khi mình tiếp xúc với họ mình trở nên nóng tính hơn, mình bận tâm chuyện nhỏ nhặt hơn. Rồi có những người khi mình tiếp xúc với họ tự nhiên cái niềm tin của mình nó có tâm bảo nó phai nhạt dần, mình cũng hay phai nhạt bằng cách nào là mình không thấy quan trọng nữa. Có chuyện nó có, có chuyện nó có, cái gì nó có. Cho nên nó là càng lớn mình mới thấy cái tiếp được nó dễ sợ lắm. Bữa nào quý vị thử à, thử để ý, thử để ý. Rồi mình ngồi đó mình đi vô chùa, mình đi đến nhà của người quen, mình ngồi hẹ nhau mình nói chuyện tào lao, ngồi người mình nó mệt lắm, nó mệt lắm. Rồi mình có tập mình có cái gan thấy tào lao đứng dậy liền, phải tập cho mình có cái gan. Còn cái hoàn cảnh nào mà không thể lìa khỏi chỗ đó thì mình tìm cái việc gì đó để mình làm, nhưng mà tối thiểu là đừng có tham dự, tối thiểu đừng tham dự, nó tham dự mà mình cứ đi để mình nói chuyện tào lao nha, hỏi là nó ra chuyện dứt khoát không tham thì sanh. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Anuruddha, cái kinh Anuruddha. Mà đến nay tôi cũng ớn mà tôi không biết bài kinh này có giảng, bài này có giảng hết rồi nữa. Bài kinh được rồi, đếm còn có nhiều kinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không được rồi, không được, không được. Nó giảng hết rồi, nó giảng Anuruddha rồi ngưng. Nhiều lắm, còn lại cả chục bài, nhiều lắm. Tôi làm một lèo thì được đó, nhưng mà coi như quý vị mất bài ráng chịu, bởi vì nó có nhiều chuyện để nói nha. Như cái chuyện Anuruddha này này cũng là chuyện đặc biệt, là cái vị thiên nữ ở đây đó là trong chú giải nói rằng là Anantari. Ngày kiếp sống trước đây, ngày kiếp sống trước cái kiếp này, trước kiếp chót cái ngày đó, trước kiếp chót của ngày hả, thì bà là vợ của ngài, cho nên bây giờ đó bà gặp lại bà rất là thương, thương mãnh liệt. Tiếng Pali gọi là Palawa, Palawa Sini ha, tức là cái tên mãnh liệt, mãnh liệt, mãnh liệt, bà thương lắm. Cho nên nó là bả mỗi ngày đó, bả là phi nhân nhưng mà mỗi ngày đó bả quét dọn cái phòng của ngài, rồi bả cúng dường thức ăn cho ngài, ngày ngày cũng đi bát bình thường, nhưng mà cái phần nào bả cúng thì cúng,
mà phần nào người đi bác thì đi. Đại khái như vậy. Và bà cúng dường y giáo cho ngài bằng cách nào? Là bà dùng thần thông nó tạo ra những cái tấm vải. Thời xưa nó khác bây giờ nha. Thời xưa bây giờ thì mai y cho nó sư sẵn rồi. Xưa đó là phần lớn là họ cúng giải, bởi vì sao, là vì tại sao tôi nói phần lớn, bởi vì cũng có trường hợp không mai y nhưng mà hiếm, bởi vì cái kích thước của một cái chiều cao của mỗi vị khác nhau, cho nên tốt nhất là chỉ cúng giải rồi và chư tăng rồi đó. Cái chỗ này phải ghi này, chư tăng ngày xưa đều phải viết mai vá y áo cho mình. Truyền thống của ngài mấy này, tại sao tôi chịu cực tôi ghi, là bởi vì cái này là tôi cố ý, tôi muốn bị nhớ. Hôm nay thời buổi computer bữa nay hình như nó lên tới iPhone 6 rồi phải không? Hình như nó lên tới iPhone 6 rồi, đúng. Nó dễ sợ hôm nay lên tới iPhone 6. Và sáng nay tôi đọc trên online đó, thì Mỹ họ báo cho biết đó là trong vòng 10 năm nữa thì người ta đã có thể tổ chức du lịch trên mặt trăng nghe, 10 năm nữa có thể tổ chức du lịch mặt trăng. Và 10 năm nữa thì cái chuyện mà bà con trong rừng này nè để dành tiền ấy, thì trong vòng 10 năm nữa là nếu mình có gọi là trước đây đó thì phải có sức khỏe thiệt là tốt mới đi, mới là phi hành gia lên trăng. Nhưng mà sau này đó thì đừng tệ quá thôi, đừng tệ quá thì cũng phải đi trăng được, lên trăng sẽ được. Thứ hai là sau này nó trong 10 năm nữa thì cái chuyện mà mình qua đêm ở dưới chỗ sâu nhất của Thái Bình Dương, của biển biển chỗ sâu nhất không khó khăn. Bây giờ thì mình nhiều lắm mình đi cruise trên mặt biển tháng hai tháng thì thôi, hoặc là có thể lặn chút đỉnh rồi chơi 1-20 phút thì thôi, nhưng mà rất là hiếm nơi nào trên thế giới, hiếm là có mà hiếm là mình có thể mình dạo chơi dưới biển như tàu ngầm hay là tàu ngầm dân sự á, tàu ngầm du lịch á. Nhưng mà trong 10 năm trở lại nữa đó thì cái gì đi nữa thì mình biển rồi biển đáy biển rồi mặt trăng là chuyện nhỏ xíu à. Nhưng tại sao tôi nói lạc đề như vậy, vì tôi đang muốn nói chuyện khác, đó là trong thời buổi văn minh như vậy mà các cái thiền viện mà trong cái truyền thống của ngài Chanh Cha đó, chư tăng đều phải biết may y, cắt y, nhuộm y theo cái phương pháp thủ công. Có nghĩa là hai ba vị đứng căng ra rồi cái chọt cái kéo vô, đi một đường kéo lả lướt như là mấy cô vậy đó, xong rồi bắt đầu mới tính toán. Tính toán bây giờ cái trong cái y nó có bao nhiêu ô, bao nhiêu điều, cái nào dài cái nào ngắn, rồi cắt ra xong là mai mai xong rồi bắt đầu nhuộm, nhuộm là mua thuốc nhuộm về nấu là nước sôi rồi dọng nó vô rồi nhúng lên nhúng xuống. Đại khái đến bây giờ hôm nay văn minh thế giới như vậy đó, mà chỉ đang trong đường thống ngày vẫn như vậy. Và cái chuyện đó nó có tới 1001 cái hay. Thứ nhất là nó dạy cho chúng ta một cái tay nghề để mai này bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tự may y cho mình, bởi vì chỉ cần có vải thôi. Và các vị biết cái y của chúng tôi đó, thấy nó to, thật ra nó là vải vụn. Bữa nào mượn với quý vị mượn sư nào mà thân cho mượn coi cái y, mở ra cho coi chứ mình không cần đụng nó nữa, mà mở rộng cái y ra cho coi, trong đó toàn là vải vụn không à. Thì mình ông sư mình có phải có khả năng đó, may may rồi nhuộm phải có khả năng đó. Và tôi xui, tôi không có phước, nhưng mà nó lại là cái hay. Tôi ở bên, tôi rời Việt Nam năm nay là 16 năm, mà đặc biệt là bốn chỗ ở tôi đều không có máy giặt. Bốn chỗ ở nó đặc biệt như vậy, nó siêu sao, nó siêu cấp như vậy, nó khiến cái gì mà cả bốn chỗ ở tôi, ngay cả bây giờ tôi về Thụy Sĩ rồi, bây giờ chỗ ở hiện tại là bên Đức, không có chỗ nào có máy giặt hết. Tôi giặt tay không à, tôi giặt cái trong cái sinh ấy, trong cái bồn lavabo á, cho nên là tôi nhiều nghề lắm. Ví dụ như bây giờ tôi có cái nghề nhuộm nữa, tôi bên đây tôi mình chỉ đang đây để mặc y, không có để vải trần bên nó lạnh ấy, cho nên phải cần có cái áo tay dài. Mà bên đây quý vị biết mai là mai không nổi, mà nhờ đông nước mai thì nó thẳng là ai đem ra, ai đem ra cho mình, mà đem về Mỹ thì có người chứ đem về cho Âu đâu có ai đem. Thế là tầm bèn quan lâm mấy cái tiệm đồ cũ,
cái mấy cái t-shirt mà tay dài đó mình giờ mình cắt cổ nó đẹp cực kỳ. Và tôi tự nhiên tôi thấy mấy cái t-shirt mà cái màu sáng mà có thể nhuộm được đó, bây giờ tôi cắt cái cổ với nào quý vị thử thì kiếm cái t-shirt nào vì cắt cái cổ nó đẹp vô cùng, nó đẹp hơn tất cả những cái ái mà Phật tử mai với mấy ông sư nữa, phải nói như vậy. Cắt cái cổ lặt cái cắt cái đó đi, nó đẹp lắm mà nó ấm. Rồi tôi mới đi ra cái ông là thị sĩ nước bán mấy màu đẹp lắm, tôi về đó thì tôi nói nó có ghi sẵn, một là vu nhuộm bằng thủ công là nấu nồi nước sôi 40 độ, ngâm trong đó hai tối thiểu 2 giờ đồng hồ nha. Còn hai nữa là vu bỏ vô trong cái máy giặt á, mà đặc biệt máy giặt thì để cho nó quay càng lâu, mình chọn cái chế độ càng lâu càng tốt. Mà cái cảm giác mà ở giữa cái xứ sở văn minh này mà nhuộm tay một món đồ nó đã làm sao đâu. Cách đây 2 tuần tôi ra, tôi đích thân tôi đi mua vải, bởi vì tôi lúc này tôi mặc y màu Miến Điện, mà xưa giờ Phật tử cho tôi y màu Thái Lan, mà bây giờ tôi mặc y màu Miến Điện. Mà y Miến Điện thì họ bán nhất y nhất quẩn, có nghĩa là ở trên cái vai trái dưới cái y nội, mà y nội mặc rất là hao, mình mặc mỗi ngày nó hao lắm. Thế là tôi ra tôi mua vải về, tôi nhờ người quen họ họ may giùm tôi, may cái màu ý mình để mình nhuộm lại, nó đã vô cùng, với cảm giác nó đặc biệt lắm này. Thì gì mà tôi nói lạc đề là bởi vì tôi muốn nói nó cái bệnh kinh Nuruddha này. Thì cái bà thiên nữ này nè, bà mới cúng dường ngay ngày bằng cách là bà mới tạo hiệu hóa hiện ra những miếng vải tốt. Trong đây kêu là Deep Padus. Cái vải trời, Deep Padus, vải trời. Cái này mình kêu sao ta? Cái này mình sao tôi lúc này tôi già dữ lắm mà. Vậy trời đó thì tại sao tôi hay chua mấy cái chữ này đi, tôi nghĩ trong đây có nhiều người tiếng Việt không có giỏi, tôi nghĩ như vậy, chỉ các vị đừng nghĩ một lý do khác, tại tôi nghĩ nhiều người tiếng Việt không có giỏi. Thì bà mới tạo ra những vải đẹp nên bà đem nó liền ấy. Trong đó trong đây kêu là Sankara nhé, Sankara Kuta, tức là cái đống rác ấy. Mà tại sao tôi phải ghi những chữ này để cho bà con học, bà con học chứ bà con có quyền biết mấy chữ này, mấy chữ hay à. Cái món mà thì mình nói đầu đà là sao, mình nói à đầu đà cái là lượm mấy miếng vải mới gọi là Dusa, là vải ấy. Rồi cái nghĩa trang là Susa đó, là vải mà liền ở ngoài xuống sau đó là nghĩa địa đấy, nghĩa địa. Còn cái Sankara cũng là đống rác, thì trong đây còn ghi rõ thêm đó là miếng vải đó là cái đồ vất đi đấy, đồ vất đi, đồ vất đi. Cái chữ nó dài lắm, tức là nó kêu là Makita, Makita hoặc là Kilita Vata, tức là vải nhơ nhớp. Rồi trong đây mới nói là Uchara Pasa Pang Cách Ma Đà Ni Tiếp, có nghĩa là cái vải mà dính phân, dính nước tiểu, nó dính máu rồi đó. Thì kia mới đem về mới giặt, nhưng mà dĩ nhiên chỉ được, chỉ nên lụm, nên nhặt những cái vải nào mà mình về mình nhuộm được, chứ còn mà nó màu đen hoặc là màu xanh sẫm là hoặc là màu đỏ đậm là chết nha, không được. Lựa cái màu nào mình về mình biến cải nó được đó. Thì cái tỳ kheo nguyên thủy là như vậy đó, tỳ kheo nguyên thủy là phải có cái gan mà xài cái vải như vậy đó, về chính tay mình giặt. Mà chính Đức Phật cũng từng chính tay ngài lấy miếng vải bó sát của một cái cô nô lệ mà người ta luyện trong rừng ấy bỏ đó, chính tay ngài nhặt cái đó, người ta ngài giặt.
giặt về ngày đưa ngày ăn mai ngày cái y, và chính cái y đó đó sau này khi mà ngày gặp ngày sau là ngày 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 cái díp đó, thì ngày mới cho. Để ngài biết ngài ngài cái giúp với cái lá y mà ngài cho này sẽ là một cái nguồn động lực tác động để ngài, ngài trì hạnh đầu đà. Bởi ngài biết cái vị này là có cái hạnh đầu đà, mà bây giờ thêm một cái giọt nước tràn ly kích động vị này, sao chứ kích động nó hơi nặng mà khích lệ sắp đánh như này. Giống như mình thấy người ta hiếu học thì mình tặng người ta cái viết, rồi tặng người ta cái cuốn sách gì đó, cuốn từ điển, ví dụ như vậy đó. Thì ngài trao cho ngài ngài cái y mà chính tay ngài giặt á, thì cái vinh dự này quý vị phải biết rằng trong tam giới thì chỉ chắc đếm đầu ngón tay thôi. Giống như trong đời Thế Tôn 45 năm chỉ có một người duy nhất mà Đức Thế Tôn tiễn họ một đoạn, đó là ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài Xá Lợi Phất đến từ biệt ngài sinh Niết Bàn thì ngài nói rằng hãy thuyết pháp cho đại chúng một lần cuối đi, và ta sẽ không bao giờ còn gặp một người đệ tử nào giống như Xá Lợi Phất nữa. Sau khi nói chuyện xong rồi, Thế Tôn đứng dậy, Thế Tôn nói rằng để ta tiễn ngươi đi một đoạn, đó là người, người duy nhất mà tôi được đọc thấy trong kinh, duy nhất chỉ một lần và chỉ một lần thôi. Thì trường hợp thứ hai đó là chính tay Đức Phật nhặt về, nhặt lấy và giặt giũ một tấm vải dơ, chính tay ngài làm chuyện đó. Rồi ngày về ngày không có mai, ngày giao cho ngày anh ăn, mà vì bởi vì vị Phật thì trong cái phong phạm của một vị Phật thì không có làm chuyện đó, nhưng mà ngài có giặt chính tay, ngài có giặt một tấm vải rồi về đưa cho ngày anh ăn, ngày gì mai ý cho ngài, chứ không phải đưa cho cư sĩ này. Mà chính một vị chánh đẳng giác đem đi giặt, rồi một vị sơ quả mà tu trăm ngàn đại kiếp ngồi mãi, chính Đức Phật mới cầm cái y đó, ngày mặc, ngày mặc cái, ngày mặc cái y đó, là sau đó ngày lấy cái y đó ngày đổi, đổi chứ không phải là cho không, mà là đổi, đổi với ngày ngày cái gì ngày khen. Các vị nghe cái chuyện này, người mà người bình thường như mình nghe rất khó chịu, nhưng mà tôi rất là thích câu chuyện đó. Ngày khen ngày nói lá y của cái giếp rất là đẹp, rất là đẹp. Thì ngày cái giếp ngày nghe ngày vui, rất là vui. Ngày nói Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nhận lấy lá y của con, hãy nhận lấy lá y của con. Đức Thế Tôn nói nếu như vậy thì ta sẽ đổi cho cái giếp lá y của ta. Thế là thầy trò đổi y nhau. Rồi Bắc Tông từ đó họ mới thổi ra là trao truyền y bát về chánh pháp nhãn tạng người tùm tà la ha. Chỉ còn hình ảnh rất là đẹp, rất là đẹp. Những cái phần kệ chính ngày mở lời là ngày nói lá y của cây giúp rất là đẹp. Thì ngày cây giúp đó thì xin Thế Tôn hãy vì lòng bi mẫn mà nhận lá y của con. Mình nghĩ trong vòng luân hồi mà mình có dịp mà mình được một vị Phật mà ngỏ lời như vậy thì nó chết cũng cam, phải nói là mình chết cũng cam, chết cũng cam. Ok, thì cái vị tiên nữ này nè cứ lẩn quẩn giúp đỡ, lãng vãng giúp đỡ ngài. Nhưng mà một ngày kia thì ngài thấy đã đến lúc mà nhắc nhở, đã đến lúc nhắc nhở, thì ngài mới nhắc nhở cổ như là mình thấy đó. Nhưng mà trong chánh 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 tạng thì nói như vậy, nhưng mà trong trong gì đó, trong chú giải thì có nói thêm, trong chú giải có nói chỗ này, tức là ngài nghĩ là ngài sẽ giúp cái cô này đừng có tiếp tục mà nuôi cái tâm nguyện như vậy nữa, và ngài chờ dịp. Thì cái bữa nó cổ mới đến, cổ gặp ngài, cổ nói thưa ngài, ngài cần cái gì, ngài muốn cái gì thì con cũng sẽ tạo ra cho ngài. Ít chi tiết chi ta. Whatever you like. Ít chi. Bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì mà ngài muốn thì con cũng hóa hiện ra cho ngài. Thì ngài mới trả lời thế này: hãy biến mình thành hãy xuất hiện bằng nhiều cái màu sắc khác nhau. Thì cổ nghe thì cổ mừng lắm, cổ mừng lắm. Thế là cổ
dĩ nhiên là cổ là có thần thông mà cổ rùng mình một cái thì cổ xuất hiện trong một cái bộ trang phục màu vàng, nữ trang màu vàng, giày dép cái gì cũng màu vàng, rồi cổ mới trộn lại rồi màu xanh rồi pha màu tím, màu hồng, màu đỏ, hồng phấn, vàng chanh, màu vàng anh, màu mỡ gà, màu hồng phấn, tất cả các màu. Nhưng mà khi mình có làm như vậy thì cũng mới nhìn ngài thì có thấy ngài nhắm nghiền đôi mắt ngài kêu gỗ thì có hỏi về ngài muốn cái gì, thì ngài nghĩ rằng đã đến lúc rồi, đã đến lúc rồi, thì ngài nói thôi bây giờ ngươi hãy tự hóa hiện ra thành nhiều màu sắc khác nhau. Mà nãy nãy ngươi hỏi ta nó muốn cái muốn màu sắc gì, ít chi tiết chi tác, bây giờ tôi nói là ngươi muốn biến màu gì ngươi biến, toàn làm các màu sắc sai biệt. Thì ngài nói gì xong ngài nhắm mắt. Thì ở trong đây mới giải thích thế này, trong đây mới xài cái chữ gọi là Thero-in-ri-ya-ni. Thero là ngài đó, Thero-in-ri-ya-ni, ốc thì bị tức là trưởng lão đóng kín các căn, dịch sát đó, dịch dịch sát cho mấy cái người mà theo cái trường phái mà ôm chữ ôm ôm từ điển mà dịch, dịch vậy đó. Trưởng lão đóng kín các căn nghĩa là sao, là ngài coi như ngài cứ nhắm mắt lại và không mang gì hết. Thì cô thấy như vậy thì cô chán, cô thấy vậy là cô chán, là cô thấy cô chán, cô thấy là xí hăng qua cái chỗ này bắt buộc, là phải làm mất thời gian bà con, xí hăng qua rồi cái gì nữa, xăm tha văn qua rồi cái gì nữa, a lát Phát Ma nè, rồi cái gì nữa, Á La Phát Ma nè, cái chỗ này mới hay nè, Nip Binh Đi Toa, Gần Tu Ma Rập Thế. Có nghĩa là cổ thấy Sine hàng qua xong cái văn qua Á La Phát Ma này, cũng thấy ngài không có thương gì mình mà ngài cũng không muốn gặp mình, thấy không được gì hết. Á La Phát Ma là thấy không được gì hết, không được gì hết, khi mà không được gì hết, không được ngày thương cũng không được ngày ngày có một cái xong thái văn là cái sự mà tiếp xúc không có, không được gì hết. Nấp bên cái toa cũng nhàm chán, có thấy chán, thấy chán nản. Gần tôi ma đó lập tức bỏ đi, bỏ đi, từ đó sao cũng không có lưu tới nữa. Thì người ta tới với mình mà mình không có mở cửa thì tự nhiên khách nào đó họ cũng bỏ họ đi. Một trong những cách tự vệ tốt nhất của Sa môn đó là đóng cửa, mà đóng cửa đây không có nghĩa là xô đẩy, từ chối, xua đuổi người ta, mà là cái thái độ của mình thì tự nhiên làm ta chán. Thì trên Facebook hoặc là email hoặc là phone mà người ta liên lạc mình hoài, người ta thấy mình tấm tê tấm tắc thì tự nhiên người ta cũng buông. Còn mình có qua có lại thì tự nhiên nó mới là giận gai, mới giận gai. Chứ còn ông Napoleon ông nói một câu, ông nói là trên chiến trường tiến tới mới là thắng, mà rút lui đôi khi thường khi là thua, nhưng mà trong tình trường rút đi thường, bỏ đi rút lui thường là thắng. Ông nói rất là hay, trên chiến trường thắng là tiến tới, mà rút lui thì thường là thua, còn trong tình trường thì rút lui thường là thắng, mà tiến tới thường là thua. Thấy cái câu nói hay, bởi vì phải nói cho cùng mình thương nhau, mình đến với nhau là do mình không hiểu nhau mà lại tưởng lầm là đã thuộc về nhau. Chứ nếu mình biết nhau rõ mười mươi đó, biết nhau rõ mười mươi đó, thì biết cho đến đầu đến đũa đó, thì coi như còn gì nữa mà thương. Dĩ nhiên có người nghĩ là tôi đạo đức giả, nhưng mà tôi phải nói thế này, có lẽ là do tôi bị khiếm khuyết rất là nhiều thứ, và tôi có rất là nhiều thứ mặc cảm, và cái đó cũng là cái lợi thế của tôi, và cộng với tánh đa nghi tôi không tin ai hết. Tôi khi nói tới tình cảm nam nữ, nếu có người, tôi không nói tôi cho nói người khác,
Nếu có người, một vị sư nào muốn hoằng tục mà tới hỏi tôi, hoặc là một anh thanh niên Phật tử mà tới hỏi ý tôi là muốn tiến tới với một cô nào đó, thì tôi sẽ không có nhắc cái vấn đề mà tu hành giải thoát rồi bất tịnh rồi quán tưởng, tôi không thể nhắc mấy cái đó trong kinh có rồi, mà tôi sẽ nhắc theo kiểu của tôi, đó là thương người ta được bao lâu, người ta không kịp chán mình thì mình cũng chán người ta. Tôi chỉ nói một câu đó thôi nha. Du chứ du chỉ du đoạn nhất, du có nghĩa là sư hoặc là anh, du nghĩ đi, du thương người ta được bao lâu, mình không chán người ta cũng chán mình. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tôi không hề tin trên đời này có một cái sự thủy chung. Tôi biết nói như vậy thì nó hơi lạc đề, nhưng mà nó nội dung nó liên hệ tới bài kinh này. Tôi không tin cái sự thủy chung. Người ta thủy chung với mình chẳng qua là vì không có hoàn cảnh thích hợp, không có điều kiện như ý thôi. Chứ cái khả năng ngoại tình tôi nghĩ rằng rất lớn bằng chứng. Mình cứ nhìn mình đi, mình cứ muốn cái người của mình là thủy chung với mình, nhưng mình tự hỏi lòng mình hả? Cái khả năng thủy chung mình được bao nhiêu? Tự hỏi lòng mình một cách can đảm và sáng suốt, bình tĩnh, tự hỏi lòng mình và tự trả lời đi. Cái khả năng mà thủy chung của mình được bao lâu, mình được bao nhiêu? Khi mình tự trả lời rồi thì tự nhiên mình thấy rằng cái khả năng mà thủy chung của người kia nó chỉ là một ảo vọng không tự. Mà nếu như vậy thì lấy cái người mà đủ sức làm cho mình ghen thì quá khổ, mà lấy cái người không đủ sức làm cho mình ghen lấy làm chi hả? Lấy làm chi? Cho nên cái tu hành là gì? Tu hành là không có sở hữu cái vật nào, mà không đi tìm đến cái vật nào mà mất rồi là được. Mà nếu mà chỉ sở hữu những vật mà nó không đủ để làm cho mình đau lòng khi nó bị hư mất thì sở hữu làm cái gì? Nó không đáng. Cái nghĩa là chỉ nên sở hữu nó để làm phương tiện thì được, chứ còn nếu mà có cái lòng mình mà chiếm hữu làm của thì tự hỏi lòng mình tu hành nội cái thân, cái mạng, cái xác này đó, là mình đã mất bao nhiêu thời gian để lo cho nó. Bây giờ mình phải dành thời gian mình lo cho cái nhà, cái xe, cái máy, cái này cái nọ, nó rất là mệt, phải nói như vậy. Cho nên là sở hữu một cái vật nào mà nó đủ sức làm cho mình khổ đó, thì sở hữu làm cái gì? Mà sở hữu một cái vật mà nó không đủ để làm cho mình khổ thì sở hữu làm cái gì? Lấy một người mà đủ sức làm cho mình ghen ấy thì đúng, thế thảm quá. Lấy mình ăn là mình suốt ngàn cái đi theo nhiễu hoài. Tôi phải nói là tôi vô cùng thành kính, và cộng với chữ phân ưu, với những cái cặp mà tôi nhìn thấy bên Mỹ và bên châu Âu, sáng sớm mà vợ đi làm một nơi, mình chồng đi làm một nẻo, tôi không có hỏi, nhưng mà trong lòng tôi thắc mắc dữ lắm. Tôi thắc mắc không biết họ còn thương nhau không. Bởi vì nếu là tôi không thể nào mà tôi đành lòng để cho bà xã tôi mới đi làm ở một cái nơi suốt ngày mới gặp thằng nào đó tôi không biết. Thì chỉ mới là bà mệt thì nó rồi cái bà ngủ riêng, ví dụ như vậy. Và bà về bà không thèm dòm mặt tôi là bắt đầu tôi nghĩ là bậy rồi. Hả? Và tôi không biết họ còn thương nhau hay không, mà tại sao họ có thể sống xa nhau hay quá. Đấy. Cho nên ở đây phải nói là trong tinh thần tu học, tôi người tu hành y chang như vậy. Chán như vậy. Có nghĩa là mình sở hữu một cái vật mà nó có thể làm cho mình khổ thì mình sở hữu làm cái gì? Mà sở hữu một cái vật không đủ sức làm cho mình khổ thì xét lại đi nha. Ok. Như vậy là xong bài kinh Anuruddha. Xong bài kinh Anuruddha. Tôi nhớ tôi có hai câu: phải đâu ta sợ chi tình, phải đâu ta chi tình, chỉ lo tình phụ nên đành vô tâm. Xin đánh đẩy cho Tùng Đức. Xin chào các vị Phật tử. Hẹn nhau ngày thứ... Bữa nay thứ mấy hả? Bữa nay là thứ năm hả? Dạ rồi. Hẹn nhau ngày thứ bảy. Hẹn nhau mùa sau.